chị Nhi Nhi Nguyễn hôm nay vô sớm á chị. Bên mấy giáo chị đang mộng thấy em không? Alo, mấy chị đang mộng thấy em không à? Bấm lẹ cái thiếu chữ cái em. Hôm nay sớm vậy à? Hôm nay lên sớm á chị. Hôm nay lên sớm sale đồ cho mấy anh chị nè. Sale đồ đẹp cho mấy anh chị đeo. Chị Hằng Chim My hôm nay có like em ta. Alo, 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 Hằng Chim My ơi. Hằng Chim My ơi, cái này có vô có like em nè. Em chào mấy anh chị bên Đăng Một nha, mấy anh chị Đăng Một thấy em chưa ạ? À? Thấy em rồi, cần comment tương tác một cái với mấy anh chị nha. Để em thấy là mấy anh chị đang có like nha. À, hôm nay em có hàng mới về nữa mấy chị, đá sò Nam Phi lại lên ngôi. Sò Nam Phi là lên ngôi nha mấy chị nha. Có đủ mà luôn á tụi em ơi. Trời ơi, đẹp bá chứ một chét rồi. Sao chịu nổi mấy chị? Đó, sao mà chịu nổi được em ha? Sao mà chịu nổi được mấy em này? Quá trời đẹp rồi. Ủa? Dây lẻ hả chị? Đúng rồi, cái này dây lẻ chị ơi. Dây lẻ chị có con dây duy nhất à. Hàng độc quyền có một dây nhất thôi. Rất là xinh luôn. Cái dây này chắc có đợi chị nè, chị Phương Hành Võ nè. Trời, một cái lắc tay hoa lạc em đang đeo. Ủa sao mấy bên trong một bình luận vậy ta? Hello mấy anh chị, dây lẻ cũng vậy nha, dây hồng lẻ cũng giùm em gái. Hoa hồng thì phải có gai. Trời ơi, cái màn hình bên trong một có mấy chị bị cái phần mềm tablet đó bị cái gì á. Rồi em chào chị Hương Nguyên nè, Hương Nguyên chào chị Nguyễn Bảy, chào chị Ngọc Mai nha. Xin chào mấy anh chị, bữa nay mình vô mình xem like nha. Vô xem like chia sẻ em gái nha mấy anh chị nha. Ây da, chị Phương Hình Võ có thích cái dây này không nè? Thích cái dây này thì chốt liền nha. Nha mấy anh chị, chốt liền em gái. Đây, dây chị em đang đeo, hoa hồng. Hoa hồng thì phải có gai. Đấy mấy anh chị, yêu em thì phải có quà nha mấy anh chị nha. Xin chưa? Rồi, quá là xinh rồi mấy chị ơi. Lên cái bông tai cho mấy chị nữ chị nhức nhớ con tim luôn. Đó, hôm nay chị nào muốn bông tay khoen á, bông khoen lớn nhỏ có luôn rồi mấy chị. Tí báo giá nha, báo giá giờ luôn. Có con dây nhất à, có con dây nhất à tình yêu ơi. Bông phô mai bầu cười mấy chị nè, móc máy siêu sáng luôn ha. Chỉ có vài phân thôi. Vậy là mấy chị thôi nhở? 3 chị 62 nhân cho 3 5 30. Rồi tiền công sáng này giống như là 759 nha. 13.569.000 chị Phương Hành Bảo ơi. Cái này là 13.569.000 em gái nha. Một dây duy nhất. Chỉ có một sợi với mấy chị. Hàng đẹp. Tiền công 759 sao đại luôn giống như luôn. Một dây duy nhất thôi. Chào chị Trâm Trần. Rồi hello chị. Bữa nay mua cái gì ủng hộ em gái nha. Đợi mấy chị vô sân xe mấy chị nè. Bữa nay lên sớm mấy chị, được bữa lên sớm. À, chào chị Hà Phạm nha. Đó, mấy chị muốn mua cái gì cứ comment tương tác lên cho em nha. Em có lên yêu cầu cho mấy chị luôn ha. Đối lại mấy chị ơi, mua hàng bên em mấy chị là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. 5081 ngân hàng ACB nha quý anh chị. Còn ngoài ra mấy chị chuyển khoản đó là bên em không có cung cấp mấy chị là mã OTP hay là gì đâu mấy chị nha. Coi chừng cái gian nó lừa đảo mình nha. Ok không à? Còn chị nào hôm nay hỏi lắc bi ba màu á, lắc bi ba màu này có hàng là mấy chị nè. Đó, bi ba màu có hàng rồi nha. Rồi vòng cardio có luôn, đi bao nhiêu chị Khanh Nguyễn ơi, muốn lên nhiêu nhã nhiên lấy sót vòng rồi đúng không, lấy sót vòng đúng không, có vòng mà nãy gì có lấy vòng mà vòng đâu đấy vô con vòng á, vô con vòng á. Rồi, xin chào mấy anh chị, mấy anh đợi mấy anh chị đông đông em xe cho Ni nhỏ nhất à, Ni 48 là nhỏ nhất của chị ơi, được không chị? Ni 48 là nhỏ nhất cho mấy anh chị nha. Hôm nay có cái lắc tay con cóc kim tiền luôn rồi mấy anh chị nè, đẹp gái chưa? Dạ, chào chị Sammy An Nhiên, cái lắc tay con cóc, lên quầy dòng coi. Bông con màu cười nhỏ chi hả? À, cho chị Simen cộng 2 ly 50 hả? 2 ly 50, rồi ok, để em coi cóm lên cho. Đây chị, phô mai bầu cười nhỏ nè. Cho chị xem nhẫn đá Nam Phi vàng nè mấy chị nè. Em nói mấy chị nghe cái lô đá sò Nam Phi này mấy chị ơi.
em như có lời số lượng cho mấy anh chị nha, em có số lượng thôi, mình cứ chốt, mình cứ tranh thủ chốt cho em gái à, chứ để không có hàng cho mấy anh chị. 6 phần 12 nhân cho 3 năm 30, tiền công xe của chị là 230 ngàn, không ai bật cười. Trời, 2390 chị à. Thấy không? Đưa coi coi, không phải rồi hả? Rồi, đây mấy chị nè, cái này là 2.390.000 cho em gái, 2.390 cho mấy chị nha, là một có một cái dòng này. Đúng rồi, chị lấy cái này nè. Không, chị lấy cái này. Cái này. Cái này. Nữa. Cái này chị không, chị không, không. Dạ, đây này mấy chị nè, bông tai phô mai bầu cười nha. Bông phô mai bầu cười em gái luôn, 2.390 là phô mai bầu cười, cái giá vô. Mẫu bông này có vàng hồng không chi vậy? Vàng hồng không có chị, trong tràng thôi, xi lên cho chị. Xi lên nha. Vàng hồng nó là gì? Mình phải xi lên nha mấy chị, vàng 610 xi lên nha. Chứ còn mấy này không có tình yêu ơi. Phô mai bầu cười là nó có lớn nữa chị Trâm nè. Đây có lớn nữa mấy chị. Yeah. Sáng lắm luôn mấy chị ơi, cái này mấy chị suy ý lên, em nói phải nói là bao sáng, bao đẹp cho mấy chị luôn á. À, lấy chị hai cái nhẫn đi, 45. Và cái nhẫn đó không có hàng chị, anh chị anh xin đây. Nhẫn đó không có hàng hả chị nha, công ty cháy hàng rồi chị ơi. Công ty không còn một chiếc nào hết trơn mấy chị. Còn chị muốn bây giờ em lên đá trắng lớn của chị nè, hàng mới về luôn. Đó, đá trắng lớn hàng mới về của chị nha. Màu trắng là cũng có một cái thôi. Màu trắng là xây tốn phí. Dạ đúng rồi, xây tốn phí của chị. Xây thì tiền công bên em sẽ dùm cho chị, nhưng mà tiền xây người ta lấy bao nhiêu thì mình tính bao nhiêu của chị nha. Cái này là hàng mới về lô, một cái lô đá sòn Nam Phi là siêu bự luôn á chị ơi. Đây cái này nó có 4 màu. Màu trắng, màu vàng ánh kim. Đó. Màu vàng đậm và màu xanh đó chị ơi. Ni lấy hả? Trắng ni mấy hả? Đây nè, nó có 4 màu mấy chị nè. Rồi có 4 màu em gái nha, trắng thì ni mấy không biết nữa nè. Nó có hai kiểu trắng chị, một trắng đá vừa, một trắng đá lớn siêu bự luôn nha chị nha. Đây, hàng mới về. Bông túi tiền sát tay toàn tay chị Thảo Thảo ơi. Túi tiền sát tay cho chị nha. Thôi bây giờ em gái luôn. Để cái chừng lên cho mấy chị cho. À, đá chủ to mấy ly vậy? Cái này đo bằng phân quá chị ơi. Ni này ni 14-15 mấy chị nha. Cái này size 14-15, mấy phân chứ phải mấy ly đâu. Hai phân đó chị. Đá là hai phân tình yêu nha. Hai phân giùm em. Ngang hai phân, dập hai phân mấy chị nha. Phân 8 hai phân mấy chị. Cái này cái giá kèo. Rồi cái này là đá nhỏ ni 80 em hả? Rồi cái này là trọng lượng vàng của nó là như đây, 1 chỉ 308 nhân cho 3 năm 30, tiền công sale là 1.290.000. Rồi cái này là 5.907.000. 5907 là cái này em có mấy màu mấy vậy nha. Đó có 4 màu mấy vậy. Như tay là hột trắng đi của chị luôn á. Tiền công là 1.290.000 luôn, đá sòn Nam Phi. Đó, nhãn hàng là cái đá này bao sáng luôn nha quý mấy anh chị nha. Bao sáng, bao đẹp luôn nha em gái luôn. 5907 là mình có đơn. Ôi đẹp cho mấy anh chị nè. Thấy màu trắng như thấy chưa? Cái giá của nó là y chang đá sòn luôn nha mấy anh chị ha. Đá vàng trong cái giá của nó y chang đá sòn luôn. Bao đẹp cũng vậy luôn. Trời, đi tay 15 lấy một chiếc màu trắng đúng không chị? Là chốt là không được xả đơn ơi chị nha. Xả đơn là cái này là mắc cọc cho mấy anh chị nha. Em nói gì thẳng luôn lên like mấy chị ơi. Vì cái này em chỉ có số lượng là một chiếc mỗi cái thôi. Vì công ty là không có hàng sẵn mấy chị nha. Chắc là không được xả đơn giùm em, xả đơn em cho mắc cọc mấy chị. Nên mình hãy suy nghĩ thận trọng khi chốt nha. Cái nào mắc lòng trước mấy chị ơi thì được làm sau mấy chị. Chứ để mắc công mấy chị. Tiền công là 1.290.000. Đá Nam Phi có mấy loại chi hả? Dạ nó có một loại thôi cô, mà nhiều đá, nhiều cái màu đá cho cô nha. Nhiều loại màu đá, màu đá hay rất là nhiều luôn, nhưng mà đá hay có một loại cô. Hàng Nam Phi toàn là cao cấp mấy chị ơi. Bông tai mà mấy chị muốn đặt cũng không có hàng luôn. Vậy á mấy chị. Trời ơi đá này nó hiếm mấy chị nha. Rồi em còn màu vàng nè. Đó còn màu xanh dương. Và màu xanh và màu vàng kim. Đó còn ba màu nè mấy chị ơi. 5.900.000 bao nhiêu mấy chị? 5907 em gái nha mấy chị nha. Là mình có đơn một chiếc nha. Tiền công của đá là 1.290.000. Đá là đá hay phân nha mấy chị. Rồi bông tay túi tiền em có chị gái này. Chị muốn lên sát tay toàn tay nha chị nha. Muốn lên sát tay toàn tay cầm hai gì em luôn.
Đây nè chị, đưa chị lên nãy giờ là chị Nguyễn Kim Thu nè. Đưa lên nãy giờ chị gái ơi. Rồi có hai trọng lượng vàng lên luôn. Tới tim trắng đi máy hả? Tim trắng đi máy có hai chiếc. Chị đang đi máy. Cái này đi tay số ha. Ok chị Ngọc Bích nha. Đi tay số 14 nè là một chiếc nè. À, 14 với lại một cái là đi tay số 10. 14 luôn, chơi hai cái 14 chị. Dạ Ngân Khánh ơi, Khánh Ngân ơi. Dạ mình comment thì cũng đợi người ta lấy đem vô chị. Chứ đâu có sẵn không lên liền đâu chị gái. Để một chút nha chị nha, mình là theo cầu mà. Dạ không có nói chủ 10 ly nha chị nha. Không có chủ 10 ly nha chị. Đó là cái này là hồi nãy có đo chị đó chị. Chị đó chị. Chị tên Hoàng Yến ơi, không có nói chủ 10 ly à. Rồi xanh lá tay phải chị hả? Xanh lá tay phải. Mình ni 17 là ni 17 chỉnh đi được các chị nha. Chỉnh đi được chùm em. Còn cắt ni thì nhiều quá sẽ bung hột quá chị. Chứ còn chỉnh đi được. Rồi cái này là đá tim, tim nhỏ các chị nè. Trọng lượng vàng đợi em một xíu nha. 6 phân 2. Làm ni 12 được không? Dạ được chị ơi. Dạ anh ơi, đó là quy định của công ty nhanh nha. Anh ơi, đó là quy định của công ty anh ơi. Ví dụ như mình mua mà trên like anh thì mình phải đợi, mình chờ. Rồi mình yêu cầu cũng phải đợi nhân viên đi lấy cho anh nữa. Nên là cái này anh không cãi giùm em nha. Nên là không có tính giá giống như trên like được nha anh. Nếu mà tính giá trên like được là bên em bán là không có nhân tiền trả nhân viên luôn á. Rồi Nguyễn Thị Thanh Tiền ơi, cọc rồi nhưng mà cái màn hình chiến khoản đó ngày 23 chị yêu ơi. Gửi lại màn hình chiến khoản ngày hôm nay giùm gái nha. Rồi Phương Mai bầu cười lớn nó mấy anh chị nè, đâu rồi? Phương Mai cười lớn nè chị Ngọc Bích ơi. Nên là mấy anh chị là phải cho tụi em là tính tiền để mà trả tiền nhân viên đó mấy anh chị ơi. Mấy anh chị hãy bán trên like các mấy anh chị thì một gam mình lời chỉ có là 10 ngàn, 20 ngàn một gam thôi. Còn ở tiệm em thì nhân viên em á là phải có tiền trả nhân viên, tiền phục vụ đó mấy anh chị ơi. Tiền thé, tiền má, tiền này kia tùm lum hết trơn á. Chứ đâu có phải giống như vậy đó mấy anh chị. Nhãn trắng nói tiền công là 1.290.000 hả chị? Bông Phương Mai bầu cười lớn là 8.48. Tiền công xe này cho mấy chị là gì đây? Tiền công xe là 206 đi. 3.253.000 chị Ngọc Bích ơi. Rồi 3.253 giùm em. Nhãn đá sò năm phi làm đi được các mấy chị nha. 3.253 giùm gái. Bông tay khoen lớn. Rồi cái này là nhãn ta nhãn đá sò năm phi em có đủ mài mấy chị nè. Làm đi được các mấy chị nha. Dạ đá sò năm phi đó chị, tiền công mua trước cái nhãn lớn như vậy là tiền công là 1.700.000 lần á. Cái đó em sẽ rẻ chị ơi. 6/2 nhân cho 3.530. Tiền công đá này em lên giống chị như đây. Tiền công sale là 790.000. 2.979 giùm em. Trời 2979 giùm chị nha. Mình lấy cái màu nào thì các bạn dạy màu đó à. 2979 là mình có đơn à. Dạ vòng kim cương năm 2 có chị Kiều Nguyên Kiều ơi. Có không có tiền chưa? Rồi cái này là 2.979.000 nha em gái. Em có màu vàng, màu trà, màu đỏ, màu xanh dương và màu hồng á chị ơi. Rồi 2.979.000 là mình có đơn nha mấy chị nha. Chị này chết rồi bây giờ em gái. Vì số lượng này mà em thả ra ngoài mấy chị ơi là khách ở tiệm mua liền mấy chị. Ok chị anh xin nha, không lấy để lại con. Vì cái hàng ho đang hót không lấy để lại. Rồi cái này em quan mấy chị nha. Rồi chị nào mà nãy hỏi em dòng đinh nè mấy chị nè. Rồi dòng đinh với dòng co ti luôn em gái luôn là có luôn chị ơi. Rồi dòng đinh dòng co ti còn đó không chị? Còn thì comment cho em gái nha. Đây cái này là dòng đinh dòng co ti luôn. Còn thì comment cho em lên luôn cho chị cho. Rồi hôm nay là có cái dòng bi nè mấy anh chị nè. Dòng bi bi cham mấy chị nha. Bi cham luôn. Chị nào bữa trước hỏi dòng bi 54 khoảng có 8 anh chị nè. Đó hôm nay có hàng rồi mấy anh chị nha. Hôm nay là có hàng rồi luôn dùm em. Đó thấy chưa mấy anh chị. Bi đẹp nha. Siêu sáng luôn. Tắm bi sang kẻ luôn. Cái này khoảng 54, 56 vậy mấy anh chị. Đẹp vừa. Rồi cái này 54 không mấy chị nha. 54 là ok em gái nha. Còn 52 là hơi thoải mái một chút. Mở tay bói phần này lên. Nhiều lúc bên anh ẵn mình luôn. Rồi cái này là 54 là mấy chị đeo thoải mái luôn em gái luôn. 54, 52 đeo thoải mái luôn. Xin lái ngón trỏ của em đi máy hả? Xin lái ngón trỏ hả? Ngón trỏ là đi tay số 18, 19 chị ơi. Đi 19 của chị Nguyễn Thu Hà ơi. 19 của chị. Đây đó, một lô sờ 5 phi em mới về luôn. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Bao đẹp, bao xinh nha chị nha. Chị Hoàng Yến ơi, Hoàng Yến còn nữa không? Hoàng Yến ơi, có nhãn sờ 5 phi đá nhỏ của chị nè. Trái tim không chị ơi, một phân chị ơi. Một phân, phân 4 của chị nè. Còn không chị?
cái này là đá xong nó phải nó tim luôn chị gái ơi, còn nó không còn thì còn mấy gì em nha, em để lại cái chiếc này riêng chị nè, để có đồ đổi nè, để riêng chị một chiếc chị có đồ đổi nha. Này chị, chị anh tay ơi, này nó còn cái lô này đá nhỏ hơn chị nè, tiền công đá nó sẽ lại nhẹ hơn cái kia chị ơi. Đây luôn, cái này là màu màu trắng màu vàng, cái này có hai cái màu trắng màu vàng với lại màu gì đây, màu vàng kim luôn đó, trắng vàng vàng kim mấy chị. Đây bông sò Nam Phi màu gì chị ơi, chị muốn lấy màu gì chị? Không, trong đây có nha ơi, trong đây có con này, lấy xe ben chung cư có, trong đây có đó, bông Nam Phi em có màu trà với lại màu trà chị ơi, em có bông Nam Phi màu trà nha. Anh xin nè, anh xin coi cái màu này, cái nhẫn này được không chị nha, cái này màu trắng luôn, màu trắng lớn của chị nè. Thiếu à, có tiền dư lắm à. Để lại một món đi. À, nói nhân viên kiếm ra giấy anh chị nha hả. Chị tiền chứ gửi lại màu hình chiếc ngoại phải Tâm ơi. Trung Nguyễn còn không anh ơi. Trung Nguyễn anh muốn mua gì cầm lấy giùm em gái đi anh trai Trung Nguyễn. Tâm ơi, tí lên làm thị là cho đi hàng luôn á Tâm. Chị tí lên làm thị là cho đi hàng luôn á. Cho đi hàng nha. Đúng rồi, Tâm tin nhắn á. Trung Nguyễn anh còn không anh ơi? Cái này không có đi 21 cho anh nha. Anh lấy chỉnh đi anh trai, lấy chỉnh đi về em gái nha. Rồi bây giờ em lên một cái này chị mấy chị luôn. Cho em xem mặt em 4 triệu bắt máy gửi qua. Cái đó nó có chị nhưng mà nó còn 9 hơn mấy được không chị ơi? Nó còn 9 hơn mấy hơn có được không? Chị lấy kỳ cái bao em đeo đẹp lắm. Cảm ơn em chi nha. Rồi cảm ơn chị Ngọc Hiếu nha. Cái đó bây giờ còn cái mặt nó 9 hơn mấy hơn chị Ngọc Bích ơi. Được không chị? Mà nó y chang không mình đó. Được không thì em lên cho. Ngọc Bích xinh đẹp ơi. Cái đó còn đó chị được không? Nè hồi nãy chị nói lần nào cũng chiến ngoãn trục trặc chán ghê hả? Sao vậy? Sao mà chán? Bông tai kim tì là mấy chị nè. Rồi Nhã ơi, lấy cái mặt cái chị dàn 9-10 cho chị Ngọc Bích nè, mặt đây, đây nè. Đưa cái hình vô con đi lấy đi. Rồi cảm ơn chị Ngọc Hiếu nha, bông tai túi tiền luôn. Bông tai túi tiền giùm em luôn mấy chị. Đẹp cán chưa? Đó, xuất sắc nha, chào chị Giang Hà xinh đẹp. Trời ơi, chào chị nha. Rồi dòng kim cương có rồi chị yêu nè. Không, bông sò Nam Phi có mặc lấy gì vậy? Rồi cái này là bông dòng mấy gì à? Trưa gió ồn hỏng đi được của em gái ơi, ok chị. Chị ơi Dĩa ơi, chị mà chị Dung Phương Hoàng ơi. À bữa trước chị mua rồi. Bông tai sò Nam Phi em có hai màu không gì nè. Màu trà, có những nam bắt nhã bắt quái không chi hả? Cái đó là phải đôi tay trực tiếp mới được hả chị Nguyễn Em Phượng ơi, vì mấy cái bản lớn hả chị, nên là hơi khó chị nha. Rồi cái này là bông tai sò Nam Phi đó, chị Giang Hà lấy bông tai xanh lá luôn nè, Giang Hà trong Nguyên Bộ nè, bông tai xanh lá nha. Hay là chị muốn bông tai toàn ten qua mặt hả chị? Em có bông bạc vuông đẹp gì Giang Hà nè, Giang Hà xanh đẹp, em có bông tai bạc vuông đẹp nè, đẹp gái nha. Còn dầm kim cương có rồi, chị gái nào nãy hỏi em đâu rồi? Alo, alo. À, xin nhé motor. Dầm kim cương size 52. Long ơi, chị Tâm đưa nè. Đưa. Rồi, một dòng này trọng lượng là 1.087. Tiền công sale là 200 ngàn một dòng. Nhã ngọc đỏ nhiều em hả? Nhã ngọc đỏ nhiều em hả? À, trái tim hả chị? Cái này là 4.037.000 là một dòng. Rồi 4.037.000 là một dòng mấy chị nha. Còn vô cái điều chị không biết nữa nha. Nha. Vô mình đụng nè. Bữa nay bữa chị thấy có. Đúng rồi có chị, có bắt quái. Nhưng mà phải ra đôi tay đó chị. Có lớn mà. Như vậy được không? Rồi hột đỏ là trái tim đó chị Dân à. Nhớ hột đỏ trái tim đó là tiền công là 79 mấy chị ơi, 2.979.000 nha dùm em. 2.979 cái chị nha. Rồi 2.979.000 là mình có đơn. Vâng, xin tin.
Đây chị Giang Hà ơi, lấy cái màu nào chị ơi, màu đỏ, màu trà, màu xanh. Đó, để cho mấy chị 2, 3, cái gì? Đúng rồi, 2.979.000. Mặt cái chuyền vàng 980 này chị yêu nè. Cái này trọng lượng vậy là 9.91 nha, nhân với bà 5.6 triệu. Tiền công sale là 350. 5.9 triệu chị ơi. Rồi 5.9 triệu là mình có đơn cho chị nha. 5.900.000 là mình có đơn một cái mặt cái chuyền vàng công ty 980. Mặt tim như ý mấy chị nha, mặt tim toàn tay như ý. Chị lấy nhẫn tim xanh nhé hả? À ni 7 có không em à? Rồi nhẫn bát nhã tâm kinh đó không chị Kiều Nguyễn Hương Phượng đúng không? Nhẫn tim xanh nhé hả? Xanh lá thanh dương đó chị ơi, xanh lá thanh dương nè. Nó có nhiều xanh lắm chị, xanh lá thanh dương. Màu đỏ là size số 10, 15 chị ơi, chị Giang Hà. Màu đỏ là size 15 của chị nha. Nhẫn sò 5 phi lớn. À, chị chắc màu đỏ hả? Giang Hà chắc màu đỏ nè. Ok chị luôn, màu đỏ chị Giang Hà. Còn chị thì dung là màu gì của chị nha? Chị ơi, màu xanh lá xanh dương chị gái ơi. Đó mấy chị comment cái màu giùm gái mấy chị nha, cho nó cụ thể ha. Đổi giùm lên cho mấy chị nha. À, mặt lớn hơn không còn, đúng rồi không còn chị ơi. Có nhỏ rồi không có lớn. Cái đó đây dây 3 chỉ 5 chỉ được đó chị. Đây dây 3 chỉ 5 chỉ được đó chị nha. Chị chắc màu đỏ rồi nè, chắc màu đỏ chị luôn à. Rồi nhẫn đá tim lớn đúng không chị? Muốn lên tim lớn luôn đúng không? Tim lớn lên luôn cho. Chị Nguyễn Kim Phượng ơi, phải cái bát nhã tâm kinh đó không? Alo. Phải tâm kinh đó không chị? À, cho xem gần xíu hả? Em nói lại ni bao nhiêu? Ni 15 á chị. Ni 15. Chị thầy Dung Ngô, thầy hình Dung ơi, lấy màu nào? Tim nhỏ. Tim nhỏ bao nhiêu vậy em ạ? Tim nhỏ là 2.979.000 chị ơi, tiền công là 790 chị à. Nên chị Ngọc Khang nha. Hình bát quái có nửa trắng, nửa đen. À cái nhãn hình bát quái hả? Ờ à, hiểu rồi. Cái nhãn năng hình bát quái nha ơi. Nè chụp qua cái này qua chị đó chị không đi. Rồi cái lấy màu nào nè, hình bát quái nhãn hình bát quái. Rồi cái mặt em qua nha chị nha. Cái mặt là vàng công ty 980. Đó, tiền công là 350. 5.9 triệu là mình có đơn cho chị yêu Ngọc Bích nha. 5.9 triệu đó chị. Lấy cho em đi hả? Rồi ok lấy cho chị nè. Rồi chỉnh đi 13 cho chị nha. Ok chịu luôn. Rồi nhà cái nhẫn nhỏ mấy chị nè. Em còn mấy màu này nha mấy chị nha. Nhẫn đá tim xanh em à. Tim xanh lớn hay nhỏ chị ơi. Chị lấy cái nào để là có giùm em thì Dung Ngô nha. Thì Dung Huỳnh ơi. Chứ nó dễ chơi. Chứ còn lấy cái nào không biết chừng là chốt lộn chốt bậy nữa mấy chị. Rồi cái này là tim đá lớn của em gái. Tim đá lớn cho mấy chị nha. Hình bắt quái hả? Chị không phải hình bắt quái cái nhẫn nam á, nó có nửa mặt này mặt kia đó. Tào lao à. Rồi cái nhẫn tim lớn của mấy chị nè. Trọng lượng về là khoảng cái tầm 1 chỉ thôi nha quý anh chị nha. Tiền công xe là 1.100.000. Tiền công xe 1.1 của mấy chị. À, xanh lớn hả? Xanh lớn, xanh lá, xanh dương. Đó, nói vậy cho nó dễ chị. Xanh lớn, xanh lá, xanh dương của chị nha. Cái gì? Đấy, bó mặt toàn ten. Xem bông mặt toàn ten nha. Nha em. Không phải cái nhãn hình bắt quái mới nhận bán cái này. Chị Nguyễn Kim Phượng, em kêu hình bắt quái lấy gì? Chị bắt nhã tâm kinh nè. Thấy ghê chưa? Đó. Rồi bây giờ lên xanh lớn của chị nè, xanh lá như tính tiền luôn nha, tiền công là 1.1 triệu. Một chỉ lẻ tư nhân cho 3 năm 30, tiền công xe 1.1 triệu. Xanh lá em ok. Rồi cái này là tiền công 1.1 triệu nha quý anh chị nha. 4771 giùm em. Rồi 4.771.000 là mình có đơn giùm chị nha. Là mình có một cái nhẫn sòn 5 phi, màu xanh lá là 4771. Rồi chốt đơn cho chị yêu ơi. 4.771.000 hiện tại là ni tay số 14 của chị nha. 14.5 luôn chị em gái. Rồi 4.771.000 nha, tiền công xe 1.1 triệu nha. Rồi chào Ninh Lâm nha. Ninh Lâm 4 triệu. Không phải em biết rồi, cái nhẫn bắt quái em biết rồi chị. Em biết nhẫn bắt quái rồi. Kêu chị Vinh đi, chị Vinh đi. Cái nhẫn nam á, nó có hình nam, cái nhẫn nam luôn mà nửa mặt bắt quái nè, cái hình bắt quái giống như mặt từ thời yêu đó. À, ok, biết rồi. Biết rồi, con khỉ. Má tiền chơi. Em mới diễn tá cả đó đó mấy chị thấy kêu chưa? 4771 cho em gái.
gì? Diễn tả gì tụi nó còn không biết nữa, diễn tả tụi nó chứ tụi ấy luôn. Chị Lâm Ngọc Bích ơi, chị muốn lên bông toàn ten đúng không? Alo đúng không chị? Gì vậy? Đúng không chị ơi, đúng rồi, cà bên lên cho chị nha. Nhắn sờ Lâm Phi luôn, chị Lê Ngọc Khang ơi, cháu ngồi em gái đi chơi. Dạ, à toàn ten ok lên luôn. Toàn ten lên cho mấy chị nha. Em có bông bạc này cũng để cho mấy chị nè. Đó, mặt lớn nha. Trời ơi, mấy cái con đó chị biết sao không? Tụi nó giờ nhớ người yêu nè, nhớ là sữa, nhớ nhắn trộn của chị Phượng à. Chứ nó không có nhớ gì cái mẫu gì đâu. Bởi vì em diễn tả em muốn điên luôn á chị ơi. Bữa trước chị nhớ cái bông tay mà, cái bông tay mà à, trăng sao đó không chị? Trời ơi, nguyên một vàng em đi không ai tìm ra hết trơn á. Em phải dùng hình à, biện pháp à, nghệ thuật mới tìm ra cái bông tay đó cho chị. Bởi vì phải là nhiều lúc mềm lúc cứng mấy chị, là nó thời gian nó dậy á, lúc mềm lúc cứng mấy chị. Rồi bông tay mấy chị nha, bông tay toàn ten mấy chị nè. Đó, bông số 1 là bông bạc nha mấy chị, bông màu trắng nha, số 2 là toàn ten nè, đó đẹp quá. Số 3 rồi, số 4 mấy chị nha, số 5, số 6 đó, 6 mẫu bông tay dạng ngắn luôn, 6 mẫu mấy chị nha. Rồi 6 mẫu bông tay dạng ngắn luôn mấy chị ơi, đẹp chứ mấy chị. Ờ, xuất sắc nha, bông tay 6 mẫu luôn, đẹp quá đẹp luôn. Còn chị nào muốn hả? Hết rồi hả? Còn bạn tiếp thì hôm 18 với chị gái nha. Chị Nguyễn Kim Mượn ơi, nhận nó hết rồi chị, nhận nó hết rồi, nó hết rồi chị ơi. Đây nè mấy chị, bữa nay có lắc tay pha lê mấy chị nè. Đó, cái lắc pha lê nha, đeo thanh mảnh dễ thương lắm mấy chị nè. Dâu nó đeo nhiều quá rồi, đeo nhiều quá đó, hình con điên mấy chị ơi. À, số 2 bao nhiêu hả? Đó, đây chứ mấy chị, lắc tay nha, lắc tay đeo giống như là ấn đũa mấy chị ơi, lắc pha lê, rất là dễ thương luôn. Rồi, số 2 bao nhiêu? À, vòng yêu sẽ làm bao nhiêu em hả? Vòng yêu sẽ làm gì lấy nguyên bộ luôn được không chị? Giá sẽ cơ bảo ơi, cho nguyên bộ vòng yêu sẽ làm vô đây. Em có nhẫn sẽ làm không có gì nè. Đó, có nhẫn luôn, có bộ luôn cho mấy chị luôn nha. Chị giá sẽ cơ bảo lấy cái bộ thì lấy lẻ cũng được. Số 2 toàn ten. Rồi, toàn ten, toàn ten. Tua tua tua, ờ ơi, lộng lẫy và kêu xa luôn á chị. Trọng lượng là có kim tiền không? Dạ có kim tiền, lấy bông tay hay nhẫn à, 9/18. Tiền công sẽ là 290.000. À, lắc pha lê bao nhiêu hả? 3.531.000 giùm em. Rồi 3531 là mình có đơn nhận, bữa nào có bán chị nha chị, ok chị. Tờ cái nhẫn lắc quái 3.531.000 là bông tay số 2, 3531 giùm em. Con gì ra con 3531. Lắc tay pha lê có một lắc duy nhất mấy chị ơi. Tiền công sale là 390.000. Lắc tay pha lê em tháo này ra em đem mấy chị coi nè. Đẹp cám luôn á. Đừng giỡn nha. Xinh lắm á. Đây mấy chị, đây nha. Đó, tham phá quán giữa, tháo quán giữa. Phải đeo quán giữa mấy chị. Phải đeo quán giữa mới được. Đó, đi tay 48-50, 52 đeo ok không mấy chị nha, giống cái này nè mấy chị nè, giống cái này nha mấy chị, đeo em đĩa đây nè, em một mình em hay làm lại bàn xíu. Dạ em khỏe anh tay ơi, trời ơi, khỏe anh khỏe chưa, đeo cho mấy chị, lắc tay nha, đeo giống cái này của những gái luôn, làm việc thoải mái, vivo, tiền công sẽ là 397/38. 2.995.000, chơi hiếu nói với lại với bự quá. Rồi lắc tay pha lê mấy chị ơi, 2.995.000 giùm em. Rồi 2.995.000 lắc tay pha lê mấy chị nha. Pha lê giùm em luôn, 2.995 là mình có đơn. Hả? Cái gì? Số tiền lắc tay trái hả? Lắc tay trái em mà. Rồi em giấu cho chị Cẩm Nguyễn Tú nha. Cái gì à? cái nhẫn tiền công là 790 cái gì á, tiền công là 792979. Lắc tay trái em mà ok, lắc tay trái em mà chị đeo 50 vừa không, 50 cho chị nha, 50 là điêu 50 được các chị, chứ còn 52 không được nha, 50 thôi. Rồi ni tay 50 đeo vừa, 50-51 đeo vừa thoải mái, tay em 50-52 này mấy chị nè, là thoải mái nha chị Anh Thư nha. Trọng lượng về là 3 chỉ.
928. Tiền công xe giống như vậy là như đây. Tiền công xe là 450 mấy chị ơi. Nay bán mai nghỉ mấy chị, xe lẻ luôn nha mấy chị nha. Rồi chốt đơn 14 3 16 giùm em. 14.316.000 là mình có đơn. À cái đó chị muốn phải đặt riêng lại chị Ngọc Bích ơi. Biết sao không được, trước em có nhận đó, nhưng mà em bán nó tiêu rồi. Để em có nhận mà em bán nó tiêu rồi Ngọc Bích. Còn cái dòng đó chị, còn cái dòng nha. Rồi cái này là bao nhiêu năm bán chị ơi? À 14.316.000 giùm em. À, có trâu sỏ lớn 3 phân không em à? Trâu sỏ lớn có luôn chị ơi, có luôn chị Long Hình nha. Trâu sỏ lớn đợi một chút xíu em lên nha. Lấy trâu sỏ lớn chị. Cái nhẫn 98 tiền công cao quá chứ rẻ chị mua à? Cái nhẫn 98 tiền công quá chứ rẻ chị mua nhẫn 98 nào? 98 rồi hả chị? Cái nhẫn bông mai đúng không? Đúng không chị? Đúng rồi, gặp ba em gái nha. Ủa cái bụi sao làm có chị á? Trời, cái bụi 98 đúng không chị, đúng không? Đúng chị ơi chị à. Không phải đâu, như có lấy mặt mà để đâu á nhã à. Đi ra kéo một tủ rồi. Không, mặt trâu bự á, trâu vàng không á. Có đất nhẹ vàng tầm chỉ đủ không em hả? Dạ có chị. Chị ơi em có trăm trụ được không chị gái? Trăm trụ 5 phân 77 được không chị? Trăm trụ 5 phân 77 nha chị nha. Còn trăm kim tiền là 1 phân 88 tình yêu ơi. Chị Nguyễn Kim, chị Long Hình ơi. Rồi trăm kim tiền là 1 phân 88. Còn trăm trụ là 5 phân 77 chị. 5 phân 77 chị gái nha. Được không chị ơi? Đúng rồi. Nhã nhã. Nhã ơi. Dễ đâu vậy? Lấy cho mình để đâu á? Nè, nè Nhã nè. Nhã ơi. Con ơi, là dễ cho cô à. Hả ơi Nhã? Có biết mặt không? Có mấy cái mặt mà có mấy cái không xem kỹ gì đang đeo hả chị? Đây em lên cho đây chị gái nè, có mấy cái không nhỉ? Có mấy cái không? Không có luôn à. Rồi, dây chuyền nên đeo tiền công là 790 nha quý anh chị nha. Tiền công là 790, 13.569 giùm em. 13.569 nè. Mặt mẹo âm nhỏ có à, muốn vàng hay là muốn cắm đạch chị ơi? Chị Jessica Võ ơi, em có nguyên bộ yêu thương làm chị gái nè. Chị còn đó không chị ơi? Nhã ơi, không tắt đèn rồi Nhã. Chị ơi, chị còn đó không chị ơi? Bộ yêu thương làm chị gái nè. Vàng, mặt vàng, con âm nhỏ. Kỳ vậy nè. Chiếc vòng bao nhiêu em hả? Chiếc vòng chị đem đi bao nhiêu? Chị ơi 50 đúng không? Nếu chiếc vòng còn y như chiếc hình, chiếc nhẫn cho chị xem mà. Không có, không có y chang với vòng chị ơi. Cái này là size 54 chị, cái vòng size 54 nè. Chị ơi 50 đúng không? 50 là phải cắt bớt nha. Cái dòng là 8 chỉ 4018 nhân cho 3530. Tiền công xe chị là như đây. Tiền công xe là 2.490.000 chị ơi. 32.206 giùm em. Giờ mình sẽ làm 32.206.000 giùm em gái. Ý là vậy nè. Ý là lấy giùm em vàng ngay cho mình phải cấp đặt nha. Vàng không cái gì đó. Đó là chị, cái dòng là 32.206.000 đó chị nha, là cái dòng không đó chị ơi. Chị mày phải lấy hai món ra đó chị. Không biết không? Là phải lấy hai món lên cái gì nha, chứ một món em không bán lẻ đó chị. Một món không bán lẻ nha. Rồi em có lắc tay giống gì luôn, lắc là 1 chỉ 9.86. Rồi lắc xích là 1 chỉ 7.20 mấy nè mấy chị nè. Rồi lắc tay toàn ten luôn đó chị ơi.
toàn tan vậy em, hai nhá lấy bút trưa gì hết trời trời. Các chị hút nhá lấy bút trưa nhà ơi. Trời đất bay ba màu mấy chị ơi. Không, lúc đó nhá lấy bút trưa á. Đó là chị Kim Ngân nè. Rồi cái này là số 1 của chị nha. Cái nhẫn một lượng chính á. À một lượng chính. À 98 triệu hả? 9 triệu 8 hả? Một lượng không chính á. À em 980, 9 triệu 8 hả? À cái nhẫn bông mai hả chị? Chị muốn lấy nhẫn bông mai em xe tiền công cho nó rẻ chị cho. Cái tầm khoảng số mấy triệu á chị đúng không? Trời lắc tay chị ơi, chọn cái mẫu số mấy tính tiền gì cho chị Ngân Kim xinh đẹp nè. Ủa cho bây vàng không có không? Hồi sáng còn cái mà. Vì nó không phải lên đó nữa, nhẫn xanh lá bao nhiêu em à? Nhẫn xanh lá là 2.979.000 chị Nga Bảo ơi. Con ơi nhận dễ cho nó đâu. Chị Ngân Kim nha, mẫu số 1 chị em là lắc bi. Số 2 là kim tiền mới chơi, số 3 là lắc xích nha mấy chị. Số 4 lắc xích luôn nha, số 5, số 6 thì em gái luôn. Số 5 và số 6 của mấy chị ha. Rồi em qua, 5, 6 mẫu em đợi mấy chị nè. Em đợi mấy chị nha. Rồi, à, tài lộc hả? À, ủa sáng là chở em hả? Tài lộc á hả? Trời ơi, cái nhẫn 980 tài lộc. Lâu sáng chị gọi cho em hả? Mua Phật á. Bi ba màu như chị hả? Bi ba màu, lấy bi ba màu cho em bao nhiêu hả? Lâu sáng chị gọi cho em hả, phải không? Trời ơi, bao nhiêu em chị nghe không rõ hả? Dạ. Cái dòng không là 32.206.000 giùm em. 32.206.000 chị ơi. Nè Nhã ơi. Chị Nguyễn Cái Phượng đợi một chút nha, em ra ngoài em lượm cho. Em lượm sao tiền công mới rẻ gì nha. Nhã ơi, nè đó nghe nè. Cái này là 9-10 một lượng mà cái chữ tài lộc vô nhẫn nam. Chữ tài lộc á, một lượng trọng lượng vàng cho nó đó. Lắc bi ba màu đó mấy chị nè. Bởi vậy lên theo cầu nó lủng củng quá chị. Nít tay từ đi 52. Rồi từ lắc kim tiền bao nhiêu em à? Nít tay từ đi 52 cho đến 56 là mấy chị đeo vừa nha. Rồi lắc kim tiền đợi em gái báo giá cho chị luôn. Rồi trọng lượng là 2 chỉ 0 phân 11. Tiền công xeo 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 là 360 ngàn thôi. 7.459.000. 7.459 mấy chị ơi, tính lầm mấy chị. Rồi 7.459.000 nha em gái. 7.459 mấy chị nha. Một đơn nhất xeo lẻ mấy tiền công á. Lắc kim tiền đây hả chị? Kim tiền đây. Đây chị ơi, kim tiền là size từ niên tay 50 đến 54 chị nha. Đơn kiểu giống mặt là chị em đeo còn không hả? Ủa có luôn, người ta không biết nữa chị ơi, không biết nữa đó. Rồi cái này là cái lắc tay kim tiền 1.986 như 3.530. Tiền công xeo 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 là 520. 7.531.000 chị ơi. Nên nhiêu á chi hả? Cái nào nên nhiêu chị? Chị Nguyễn Nguyễn ơi, cái nào nên nhiêu chị ơi? Chị Giang Hà ơi, cái này là 7.531 em gái nha chị nha. 7.531.000 lắc tay kim tiền. Đó, em cá một lắc tay con cắp mấy chị nè. Ôi con cắp đẹp chưa? Con ngốc xinh gái mấy chị nha, dễ thương chưa? Dễ thôi chị, dễ. Ờ quá trời rất là dễ thương vô cùng luôn. Đó. Em có một cái mặt trâu kim tiền mấy chị nè. Trâu kim tiền mặt luôn nha. Chị ơi, mà con anh có mà chị gái nè. Mà con anh trọng lượng vàng là 3 phân 47 nè chị. Con anh gì còn không chị ơi? À lát xích đi với em hả? Lát xích đó chị, lát xích phi sai luôn á chị ơi. Phi sai luôn. Rồi mà con anh là 1 phân 81. Chị gái còn hả anh ta? Rồi cái này là 1 phân 81 mấy chị nè. Em có hai cả mặt cái chuyện nha. Tim xanh lá là 2.900.000 2.979.000 chị ơi. 2.979 mấy chị nha. Lắc xích là phi xa lắm mấy chị. Lắc xích phi xa là chị mấy chị luôn nha. Lên lên bộ, lên đồ bộ lễ vi đi chị hả? Đồ bộ lễ vi có mẫu không chị Ái Phạm ơi? Có mẫu không chị ơi? Lỡ hình của em gái chị ơi. Lắc xích là đi tay từ đi máy nha. Chà chị Nguyễn Kim Tây, đi tay từ đi tay 52, 54 đến 56. Đeo ok mấy chị ơi. 1.706. Nhân cho 3 năm 30, tiền công sẽ là 350.
Rồi, 6.372.000. Em có cái bộ yêu sẽ làm được không giải Phạm ơi? Rồi, lát xích là 6.372 giùm em. 6.372.000 rồi mình có ơn quý vị nha. Là một cái đắt tay xích nha. Ủa nhã. À, đi chuyện đây. Hôm nay mấy chị, hôm nay em có dây chuyền để lát nữa mấy chị nè, dây chuyền bay cho mấy chị nha, chị đưa phụng luôn em gái luôn, đưa phụng là khoảng có chi rưỡi nha mấy chị. À, xanh lá hả? Xanh lá là 2907 chị, báo giá rồi chị ạ. Cỡ bốn lá màu đen đi chị. À, ok ok biết rồi. Nhã ơi, bộ lễ bay cỡ bốn lá màu đen đó nhã. À, xích ghi em gái hả? Xích nào ta? Em xích thì lại luôn nha. Lát nào em xích thì lại luôn nha. À, xích biết rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Trời, cái này là bông dây chuyền màu chỉ 5/28 đưa phụng đó chị. À, nhãn xin xanh lá lớn có nhiều co em có niêm một không hả? Xin xanh lá lớn hết rồi chị ơi. Xanh lá niêm bao nhiêu hả? Chắc niêm 12, 13 vậy quá. Dây chuyền bi si hai màu lắm đó chị nè. Cái lắc bi á chị với đồng tiền ni bao nhiêu á? Đồng tiền ni nhỏ chị, lắc bi là size nào đẹp đo. Chị nào hôm nay muốn lắc bi em lên luôn dây chuyền bi mấy chị nè. Đẹp lắm á chị ơi, bi này bi lớn lắm á chị nha. Bi siêu lớn luôn nha em gái luôn. Bi này bi đẹp lắm á chị. Trời ơi, có bi là sang lắm á chị Di Nguyễn nè. Mua Phật cái sao rối tùm cho trời. Bi này là 8.54 rồi mấy chị nè. Bi là 8.54 nha, là một mẫu mấy chị nha. Đó, một mẫu em. Rồi còn cái bi này nè mấy chị, trời ơi, cái bi nó đẹp giả man luôn chị ơi, cái này nó dài nghe mấy chị nha. Trời ơi, cái này nó bi dài. Mấy chị thấy cái khía máy nó chưa? 6 chỉ 6 giùm em gái nha. 6 chỉ 6, dài là 5 tấc. Trời ơi, có dây bi 24, 3 vậy không chị? Dạ có chị, dây liền mặt giống như dây bi được không chị? Dây liền mặt bi, có con bi chụp mình được chứ được không? Nhớ ơi, dạ 24 ai lấy chị nhỉ? Không. Không, nó có chữ tài lộc luôn mà, lấy cái gì vậy? Bà nào kêu ốc ra chạy đi nha. Ốc. Lắc trắng em đeo bao nhiêu tiền hả? Ok, 6 chứ hơn chị ơi, 6 chứ hơn chị Lê Nguyễn Diễm nha. Ờ, cái bi này đẹp giả ma không gì nè. Lắc kiểu bi giống dây không chi. Lắc kiểu dây giống này hả chị? Bi giống vậy hả? Mới ăn lên luôn á. Rồi, cái này là dây chuyền kim tiền luôn, 4.373. Lắc tay đẹp, đẹp đó bao nhiêu hả? Lát này đẹp đó bao nhiêu hả? Lát nào? Lát này hả chị? Thấy không? Thấy không Quỳnh Đệ ơi? Quỳnh Đệ ơi, tèn tèn tèn. Nói chung là cái dây nào cũng đẹp hết trơn mấy chị ơi. Em cho mấy chị con nghĩa nữa mấy chị nè. Đó, lấy cái dây nào comment cho em gái luôn nha mấy chị nha. Chia sẻ giùm em mấy chị. Chị Nhi Nhi Nguyễn. À, cái kia hả? Cái này hả? Cái này là size 50 là chị ok, 50 52 nè. Tiền công có 450 à. 14.316.000. 14.316.000 em gái cái chị nha. Đợi em qua một cái. Rồi chị nằm hỏi lắc bi kia rồi. Hả? À, lấy vô. Một lượng mốt đâu? Một lượng mô, một lượng mốt hả? Một lượng chín lận. À. Chị Nguyễn Nghiêm Phượng ơi, cái lắc cái nhẫn là một lượng chín lận đó chị ơi. Một lượng mô, lượng chín lận chị. Mấy chị hả? 3.928. 3.928. À, dây em đeo là dây em đeo là 13.569.000. Chị ơi, không có cái lắc bi giống cái dây của chị nha. Bây giờ chị muốn thì đeo sang cản chị chứ còn không có chị. Xem như hồng cút khúc á em hả? À. Ok, có luôn. Rồi em qua nha mấy chị nha. Dây chuyền bi. Lắc bi hồi nãy à. Rồi, bộ Levi em có rồi mấy chị ơi. Chị gái nào ở bộ Levi đâu rồi? Còn không à? Em có rồi chị yêu nè. Alo, alo, bộ Levi tình yêu nha. Bộ Levi lắc đây về Levi luôn chị ơi. À, lát lấy cộng 24 đeo với cái mặt hồi nãy á em hả? À, dây bi là chị đeo không được cái mặt đó đâu. Chị mới đeo vừa thôi, cái bi nãy ba màu á em hả? Rồi ok ok ok. Rồi cái này bông tay mấy chị nè, nguyên bộ lệ bi luôn mấy chị. Có cái nhẫn luôn nha quý anh chị nha. Em mấy chị đã còn không nữa. Cái bi này là chị đeo vừa mà em đang đi đây rồi. Đi đây từ 54 đến 58, 16, 18 công ty là 58 luôn mấy chị ơi. 58 đây ok mấy chị, Vivo nha. Vivo, Vivo. Rồi. Vivo mấy chị, còn gì gái bộ lễ bi còn nữa không thì cùng em gái luôn ha. Vòng trắng đeo 610 hay trắng, dạ 610 chị ơi.
Chị Nguyễn Kim Phượng nè, bộ lại vay bao nhiêu em hả? Chị Nguyễn Kim Phượng ơi, cái này là tài lộc của chị gái nè. Tài lộc của chị nha, cái này một lượng chín chị ơi. Một lượng chín 8 phân mấy 7 của chị. Chứ không phải là một lượng 9 phân nha. Bộ lại vay đợi một xíu tính tiền mấy chị. Để em đưa cho kinh tiền khóc của chị gái kia chứ coi hả? Để em lên cho mấy chị nha. Đó, mấy chị cháu đơn mấy chị ơi, hỏi quá trời hỏi rồi, cháu đơn cho em gái đây. Lắc bê ba màu có 50 không chi hả? 50 cắt bớt lại anh chị thì Linh Phạm nha. Cắt bớt lại xíu chị. Nhưng mà cái đó giao 50 là 50 hả? À, nhẫn cái bi à, nhẫn hộp đồ nhiều chi hả? Lắc bê ba màu bao nhiêu em hả? Bi ba màu là tiền công là 350 mấy chị ơi. Để đề luôn mấy chị. Rồi 7.459.000 mấy chị nha. Dạ bữa nay em uống vậy, từ cái bữa mà chị kêu tới giờ bữa nay em uống lại chị. Do em không ăn, cho em không được tỉnh táo á. 7.459.000. Do hôm nay em bị khách chửi hói đầu đúng không chị? 7.459 em chống chị lâu hình nha. Em bị khách chửi hói đầu luôn rồi. Đây em mới cần sự tỉnh táo mấy chị. Rồi lên luôn, mấy chị lên gì nữa vậy ta? Vòng bi trắng là cái này là size là 52, 54 đeo vừa mấy chị nha, 52, 53 đeo ok không mấy chị? Trọng lượng vàng là 6 chỉ, 0 phân 56 nhân cho 3, 5, 30. À là bao nhiêu tiền em hả? Dạ ok, tiền công sale là 1.2 triệu. 22.578.000 dùm em. 22.578.000 mấy chị ơi. Còn chị Long Hình muốn nói thêm cái gì chuyện bi ba màu nữa không chị ơi? Bi ba màu nữa không? Nên luôn gì cho? Rồi 22.578.000 là mình có đơn nhã ơi. 22.578. Các tay tiền công xem 1.2 triệu. Rồi cái này tài lộc của chị nha. Tài lộc đến đi tay số 10 17 chị. Cái này xoay 7 của chị gái nha. Rồi trọng lực. À nhã rồi tính tiền cái bộ lệ vi nè. Chị gái nào hỏi em cái dây chuyền đâu rồi. Chị da dai đúng không? 1.788 da dai gì ơi, da bảo gì ơi. Màu chỉ 7.88 tình yêu nha. Đó, màu chỉ 88. Cái bộ lệ vi đợi xếp tính tiền đó mấy chị. Cái nhẫn là một lượng 9 8 phân 77 nhân cho 5.6 triệu. Tiền công sale vậy luôn nha. Tiền công ngoài trường tầm hỏi là cỡ là như đó mấy chị. Một lượng là 1.250.000. Mà hai lượng là phải 2.4 triệu trả lên mấy chị nha. Hôm nay em sale tiền công là chỉ có là 1.490.000 thôi. Sale rẻ giống vậy luôn. Sale sốc trong quý vị nha. 112.801.000. 112.801.000 anh chị nha. Màu có lát chân không trang không em? Màu lát chân này đẹp lắm chị Maria Triệu ơi. Đẹp lắm luôn á. Lên vài mẫu lại ngay nữa chị ơi hả? Lát chân này lắm chị Maria Triệu. Đẹp giả mang luôn. 112.801.000 là cái nhãn kim tiền tài lộc luôn. Nhã ơi lấy lát chân nhã. Lát chân mới về một lô luôn nhã. Quá đẹp luôn lát chân mà mới về nhau. Ấy nha. Cái đẹp. Chiều dài bao nhiêu em lên cho? Chiều dài chắc khoảng cái 5 tấc quá. Nhạc rối 3. Trời 5 tấc vậy nó y như thằng luôn chị gái ơi. À, lắc bao nhiêu vậy chị? Lắc nào người ta? Có là 5 tấc cho mấy chị nha. 5 tấc dùm em luôn. Trọng lượng giờ là 1 chỉ 788. Tiền công xe 300.000 thôi mấy chị. 6612 chị ơi, 6.612.000 giùm em. Còn ai không? Dạ. Lấy chân toàn tén. Chăm cha mới gì hả? Rồi cái là 6.612.000 dây chuyền các chị. Da nha. Rồi cái bộ lệ vi, chị nào muốn em lên bộ lệ vi đâu ạ? À? Em lên cho mấy chị cho nè. Bộ lệ vi là dây chuyền bi mấy chị ơi. Dây chuyền bay là mấy anh chị nè, siêu xinh luôn nha mấy anh chị nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Trời ơi, mê mẩn mấy chị luôn á. Chị Nguyễn Kim Phượng ơi, suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ hỏi anh xã đúng không? Nguyễn Kim Phượng ơi, lên chị xem á, đợi một chút nha. Rồi, cái dây bay này đợi xíu lên đúng gì nha. 6612 là dây chuyền của chị Lon Chi nha, trời ơi. Cảm ơn chị gái của em, xinh đẹp. Rồi 6.612.000. Xíu nữa. Đây là chị gái nè. Em xem cái mặt luôn cho chị luôn cho. Cái mặt kim tiền. Có cái mặt kim tiền không chị ơi? Mặt kim tiền rồi. Kim tiền trong là cái da đâu chị? Có lắc quen lạc si ba màu không chị hả? Phải lạc si ba màu. Em không có. Em có hai, một màu à. Mặt túi tiền luôn chị ơi. Túi tiền luôn. Lát ra đây có một tấm giá là 14.316.000 cho Phương Thảo nha. Tiền công là 450.
đây mấy chị, đó dây kim tiền, mặt kim tiền luôn mấy chị nè, mặt kim tiền công sale 100.000 mấy chị, sale cho mấy chị luôn, tới bến luôn mấy chị nha. Dây đó nam đeo được, được mà nam đeo mà, dây nam đeo mà chị, nam đeo ấm kim tiền nè, đó nói chung là nam đeo được, nữ đeo được mấy chị nha. Dây chuyền mới cán đó mấy chị ơi, cái mặt dây chuyền tiền công sale 100, trời nhã lấy một chùm đất chân rồi đưa cho mấy chị coi nè, ơi một chùm đất chân mấy chị mới về mấy chị nè, nhiều mẫu lắm luôn nha, đất chân và mua đất chân cả ba em gái luôn, lên luôn mấy chị luôn nha, mua đất chân luôn. Xi trắng hả? Xi trắng này, nhận đi, nhận cho người ta có mua xi trắng được chứ. Cộng với bao nhiêu nhiêu tiền, 6 chỉ mấy hả? Lấy thêm cộng dây giống vậy hả? Chị hoa này rất bơ màu rồi nha, cảm ơn chị. Năm hai vừa, năm hai cái này xài không vừa nữa chị Phương Thảo ơi. Cái này em đeo 50 năm mốt rồi chị ơi. Một cộng giống dây nữa để em coi nha chị, để em coi cho chị Loan Chi còn không nha. Tiền cam sẽ mặt là 100.000 đó chị. 6 x 45 nhân dây 3 x 5 = 30, tiền công sẽ 100, lấy một cộng dây nữa nè con nè, cộng dây nữa con có không, trời 2 3 7 7 cho em gái, tiền công sẽ 100.000 giống chị luôn, 2.377.000 là mình có đơn. Chị Long Hình ơi, chị có muốn mua chị Quỳnh, đúng rồi chị Long Hình có muốn thêm một dây bay ba màu không? Trọng lượng cái mà kiểu khác cũng được nữa. Rồi mà cái chuyền là 2 3 7 7 cho em gái, em qua mẫu. Cái bộ lệ vây của chị đang quý mến tiền không mấy chị? Alo, em đến bộ lệ vây nha. Em đến bộ lệ vây cho mấy chị luôn nha. Đó, cái dây chuyền bay này em nói với chị nghe nha, nó đẹp nhất nhớ công ty luôn á chị ơi. Khi công ty mi lương quên lối về luôn á. Rồi, lắc xì trắng em đang đeo đi mấy hả? Em đang đeo 2 năm 2 năm 4 rồi chị ơi. Năm 2 năm 4 chị nha, tiền công xe 1.2 triệu, 22.578 giùm em. Rồi cái dây bi này là 6 chỉ 5 phân 84, tiền công sale là 550.000 thôi. Rồi cái lắc bi này đẹp giả mang mấy chị nè, 23.792 giùm em, 23.792 đẹp giả mang mấy chị nha. Mặt túi tiền nhiêu chị hả? Mặt túi tiền nào? Mặt túi tiền nhiêu chị? Nãy có là mặt túi tiền hả? 2577 chị ơi, chị Tiểu Nguyễn ơi, 2.377.000. Rồi, dây chuyền bay đẹp giả mang lắm mấy chị, 23.792. Rồi, lên lắc chân đi mấy chị nha. Ơi, chị Mai ra triệu đâu rồi? Alo, alo, Mai ra triệu đâu rồi nè? Lắc chân nha chị nha. Đó, em lên từng cái mẫu cho mấy chị luôn cho nó dễ nha mấy chị. Lên từng mẫu nha. Chị nào mình coi cái mẫu số mấy mình dừng lại giùm em đọc trọng lượng mấy chị nha. Đọc trọng lượng. Rồi lót chân vòng nguyệt quế nè mấy chị nè. Ok có rồi chị Đơn Chi ơi. Trọng lượng giờ là 1 chỉ 184. Lót chân 1 chỉ 184 là một mẫu. Lót chân mấy chị. Rồi lót chân số 2 lót chân có cái hình ký nơ luôn. Hình ký nơ toàn ten có con bướm xinh xinh luôn. Đây mấy chị. Rồi cái lắc này là trọng lượng là 1 chỉ 346. Giờ không có 4 chỉ chị Ngọc hết rồi. Hàng độc quyền chị ơi, 1 chỉ 346, thiết kế máy đặt riêng chị nha. Chị gì đó, chị Mai ra triệu còn đó. 300. Rồi cái là lắc bông mai hai màu cho mấy, hai mặt cho mấy chị luôn. Trọng lượng là 1 chỉ 318 giùm em. Đó 1 chỉ 318. Tiếp đến một cái nữa cho mấy chị luôn nè. Một cái hình kim cương, đó hình kim cương 1 chỉ 4 phân, 1 chỉ 1 phân 47 đó mấy chị, 1 chỉ 1 phân 47 em gái nha, lót chân mấy chị nha, em đang là lót chân luôn, 1 chỉ 1 phân 47 giùm em. Rồi lót chân tiếp theo cho mấy chị luôn nè, lót chân chambi 1 chỉ 251. Rồi 1 chỉ 251 mấy chị nha, đỏ em để mấy chị coi bao nhiêu nữa đi. Rồi xíu nữa lên tiếp cho mấy chị luôn ha. Rồi bây giờ lên cái này cho mấy chị nè, lên nó cộng dây này cho chị, cho chị Loan Chi. Chị Loan Chi ơi, cái này ngắn hay dài? Chị dài ngắn hơn được không chị? Cái này 4 tấc rưỡi chị Loan Chi nè, cầu nãy 5 tấc đó chị nha, cái này ngắn hơn được không? 1 chỉ 597 nhân cho 3 x 5 = 30, tiền công sale chị là cái này dây này chị 259 tiền công đi, 5.927.000 chị Loan Chi được không? Chị Loan Chi ơi, 5.927 giùm em của chị nha. Rồi 5.927.000 giùm em gái nó, chị yêu xinh đẹp đồng ý ok em gái nha. Bây giờ lấy cái dây đó hả chị, dây bi đúng không? À, chị lấy cái dây bi hả? Cái dây bi 4 tấc rưỡi chị ơi, cái dây bi là chị Ngọc Bích ơi lấy mất tiêu rồi,
Trời ơi, chị không mất mất tiêu rồi chị. Lộn, lắc bi thì lắc bi hết rồi chị. Như Nguyễn ơi, lắc bi hết chốt rồi. 4 tấn rưỡi được không chị ơi? Được không, đang ngoài em lượm cho nè. Màu chỉ 251 là bao nhiêu tiền hả? À, lắc chân đúng không? 4 tấn rưỡi chị lon chi? Ok em chị. Màu chỉ 251. Cúc Hà, đâu rồi? À, 5 tắc hả? 5 tắc có được hả? 4 tấn rưỡi ngắn quá nhỉ. Rồi, màu chỉ 251, lắc chân. Có toàn thay ba luôn, một chỉ 251 nhân cho 3530, tiền công sale là 270.000, 4686 giùm em. Rồi, lắc chân 4.686.000 cộng bi 5 tắc không chị, 5 tắc chị ơi, 5 tắc có chị nha. Trời, chị lo chị Như Nguyễn ơi, chị hỏi xong người ta chốt liền luôn á, mày thấy chị đâu luôn á. 4.586 giùm em cộng với tiền bi là 5 tắc 4686. Chào chị Phương Nguyên nha, cảm ơn chị. Lắc chân bi 4686, chị Maria Triệu đâu rồi ta? Mai ra triệu đâu rồi? Rồi, còn dây nữa mấy chị nè. À, ok. Dây chuyền ép luôn cho mấy chị luôn. 2 chỉ 4 vân 51 cho em gái. Dây ép láng mấy chị nha. Rồi, ép láng số 2 là mấy chỉ vậy ta? Ép láng số 2 là 1 chỉ 7 vân 97 siêu sắp luôn mấy chị ơi, nhẹ vàng nè mấy chị. Đó, 1 chỉ 7 vân 97 cho em gái nha mấy chị nha. À, lên sắc bộ đá Nam Phi màu đi chị. Em không có sắc bộ gì ơi. Rồi, cái này là 3 chỉ 1.09 giùm em gái luôn. Dây chuyền 4686 chốt cho Mai Đa Triệu nha, lấy theo không chị ơi? Nhá ơi, lấy gì năm tắc đi con. Dây chuyền giống cái gì luôn chi mà năm tắc á. Rồi, dây sắn bông mai. Dây sắn bông mai là 2 chỉ 5.37 chọn cái dây chuyền này nó có 2.5 mấy chị ơi nè. Mà nó siêu bự luôn mấy chị. Hoa mai nha, cánh bướm mấy chị ơi. Hoa mai hay gọi là cánh bướm mấy chị. Đẹp chưa? Đẹp giả mang cái gì luôn rồi. Không có này là bản là bố tóc rưỡi mà. Còn nhà chị khác. Ừ, khác nữa. Trời, bây giờ em lên một cái bộ lịa vi mấy chị nha. Mà nhẹ vàng tầm cái đó cũng được, nhẹ vàng hơn thôi. Bộ lịa vi này mấy chị nè, trời hàng đẹp xuất sắc cho mấy chị. Thanh mảnh dễ thương nha mấy chị nha. Tay mà chị nào mà mới bấm một cái nha, trời đẹp phải nó phải biết cho mấy chị. Đẹp phải biết nha. Chơi chị nào làm đem model nha mấy chị. Muốn đeo ngắn nha, muốn đeo ngắn thì mình đeo sát cho cổ nha. Còn chị nào muốn đeo dài mình đeo ngoài thân đo không chị nha. Ngoài thân đo là những gái này nó có thân đo không chứ gì nè. Và tôi lấy là em vào các tiệm nhanh nha, bữa nay em đang làm về 6-10 anh trai, tính theo gam nhanh nha. Đó, cái bộ lụa vi giống như vậy nha, cái lắc tay, cái đôi, cái nhẫn đẹp quá đẹp mấy giời. Cái đôi ôm tay luôn nha, lên luôn đôi ôm tay luôn. À, dây chuyền đang đeo là tiền công là 790.13569 nè. Bao nhiêu một gam và tùy theo mẫu anh trai. Đây mấy chị nè. Đó, cái này nha, lát luôn, dây chuyền, nhẫn và bông quý vị ơi. Rồi, cái này là trọng lượng nhà em đi nha. Nhá ơi. Khó khăn quá thôi. Rồi, cái bông tai trọng lượng ghi nè. Bông tai trọng lượng là 7.25, tiền công sale là 350. Tiền công là 350. Bông. Bông nghe mấy dây nha. 7.35. 7.25 chứ. 7.25. Rồi. Nhẫn là 6.84. Tiền công sale là 390. Lắc tay 1 chỉ 333. Tiền công sale là 400. Dây chuyền 1 chỉ 759. Tiền công sale là 509. Rồi 6.84. Bao nhiêu này? 7.25 cộng cho 6.84 cộng cho 1 chỉ 333 cộng cho 1 chỉ 759. Nguyên một bộ là 4 chỉ 5.01 mấy chị ơi. Nhân cho có lắc bi như vậy, không có lắc bi như vậy cho nhân cho 3.530. Tiền công xe cho mấy chị là như đây. 350. 359. Ê sao được rồi. 7.25. Tiền công là 350 nè, cho chị xe đưa bông đang đeo hả? À ok chị, 350, 359, 400, 509. Tiền công nguyên bộ siêu rãi luôn mấy chị ơi, 1.730.000 giùm em, 1.730 tiền công á chị. Chị cọc rồi nhé hả? Ok, cảm ơn chị nha, 7.25 nè. Rồi, nguyên một bộ này là 4 chỉ 5.01, nhân cho 3.530, tiền công 1.730.
Rồi nguyên một bộ này chị nào chốt cho mấy em 17, 6, 19 giùm em. 17.619.000 là mình có đơn nguyên một sách bộ lễ vay cho mấy chị nha. Đây ạ, sách bộ lễ vay luôn. 17.619.000 là mình có đơn cho mấy chị. Siêu đẹp luôn nha. À, nhãn hột đỏ hả chị? Nhãn hột đỏ là sò Nam Phi hay sao chị yêu Nguyễn Kim Thi ơi? Chị Ma ra chị ơi, lấy lương bộ đây cho đẹp chị gái nè. Cái này là dành cho những người nào mà thuộc về là mấp mấp á chị ơi, mấp nha. Đeo cũng ok nha mấy chị nha. Mấp đeo ok luôn nha em gái luôn. Rồi em qua 17.619.000. Rồi đếp chưa? Rồi nhãn trao bi. Em lên một cái nhãn trao bi tiền công là 0 đồng mấy chị nè. Đi tay là đi tay số 9 cho mấy chị nha. Tiền công là 0 đồng, size 9 giùm em luôn. Đó, trọng lượng về là 1 chỉ 4088 nhân cho 3530. Tiền công là 0 đồng mấy chị nha. 5.253 giùm em. 5253 cho bi 8 mấy chị ơi. Rồi 5.253.000 là mình có đơn ạ. 5253. Rồi chị Loan Chi ơi, em có một cái cọng dây chuyền chị Loan Chi nè. Nó cũng nó nằm tắt rồi. Cái này là 4.8 được không chị ơi? 4.8 của chị nha, 1.0187 chị gái ơi. 4.8 giùm em gái luôn. 4.8 của chị, được không tình yêu ơi? Được không chị gái Loan Chi xinh đẹp đi đâu mà biết nữa nè. Tính tiền luôn nha mấy chị nha, 4.8 1.0187. Công xe là 250. Ni số 9 số 10 chị má báo giá luôn xong á. 4.0087 giùm em. Rồi 4087 chị về là 4.8 à. 4.087.000 chi bộ yêu sẽ làm công bao nhiêu hả? Yêu sẽ làm hả? Rồi cái nhẫn châu bi là đi tay số số 9 của chị. Đi số 9 của chị Nga Nga ơi. Đi số 9 của tình yêu nha. Đi số 9 của mấy chị ơi, tiền công là sao là 0 đồng của chị. 4.087 giùm em. 4087 là mình có đơn à. Em qua nha mấy chị nha. Nè cô Lisa này bữa nay có lắc tay kim tiền bự lắm không? Bự lắm cô. Quá đẹp mấy chị nha, quá đẹp luôn. Lên lắc chân nào nặng vào xíu, cái kia hơi nhẹ hả? Có luôn. Không, lắc chân cả đó chị Mai ra chị ơi. Không có nặng hơn nữa đâu. À, lên lắc năm đi chị hả? Lắc năm như vàng anh trai. Mai ra triệu nè, cái lắc này siêu bự luôn chị gái nè. Lắc kim tiền nha, 2.425 tình yêu ơi. Đó, 2.425 chị. Còn mấy cái này nó cũng trọng lượng khoảng có 1.4 được không chị? Chỉ 4 nặng hơn kia nè. À, 5 chỉ một lượng hả? Đó, ok, cái này là 1.4/3 chị Ma ra triệu ơi. Đó, 1.4/3 nha, cô Đặng Lisa bỏ con tiền công yêu đạo con chút nha cô. Tưởng tiền cho, ô la la. Một cái lắc con công, con thiên nga mấy chị ơi. Con dịch bầu đúng chị nè. Con dịch bầu cho mấy chị nha. Đây. Đó, cái lắc tay con dịch, con thiên nga cho mấy chị luôn. 1.49 đó chị Mai ra điệu, đừng có cham hả? Không có cham là không có chơi, có lắc bi được không? Lắc đó có tay không chị? Dạ, không có tay chị Thi Huỳnh ơi. Không có tay. Dạ, 99 là năm em ở cái tiệm đẹp Nguyên ơi, đẹp Nguyên. Rồi, em có lắc tay nam nè anh nè. Lắc này là khoảng có 1.5 được không anh trai? 1.5 nha anh nha. Đó, còn lắc tay hàng rào này là đẹp lắm nè, mà nó chỉ có 2.7, 2.8 thôi. Rồi, cái này có 2.7, 2.8 thôi mấy chị ơi. Đẹp giả mang chị mấy chị. Trời ơi, mê mẩn luôn nha. Rồi, bộ đó là bộ này tính tiền cho cô Đành Lisa nè. Tính tiền cho cô nhà nãy cái dòng là 2.450.000 cái dòng thành công nè. Cái dòng 2.450. Còn cái nhẫn của đi mấy, nhẫn có 2 đây cho cô nè. Cái nhẫn là size của cô luôn, đây 13 luôn cô ơi. Trời ơi. Cái nhẫn đi 13 luôn cô. Như tờ giấy luôn. 2.510, 2.510, 10, 15. Tiền công xe cho cô là nhiêu? 700 đi. Cái mặt là 3.345. Tiền công xe là 850. Còn cái đôi ta tiền công xe là 400. 2.450 cộng cho 700 cộng cho 850 hả? Cộng cho 400. Cô ơi, tiền công nguyên bộ là 4.4 á cô ơi. Cô Đàn Lisa, tiền công là 4.4 nha cô nha. Rồi, tiền công là 4.4 giùm con. Cô yêu ơi, cô yêu à. Tiền công lên nhớ là con 4.4 nha cô nha. Rồi, em sale cho mấy chị là một cái dép mấy chị nè. Một cái dép nha, tiền công sale cho mấy chị luôn 4.5 mấy chị ơi. Lắc 1.5 tiền công sale là bao nhiêu hả? Rồi, cái này là 4.5 cho em gái luôn. 4.5 giùm em ạ. Trọng lượng vàng đó là 1.797 nhân cho 3.530. Tiền công em bán xe mấy chị luôn nha, tiền công là 250.
6593 giùm em. Đây 6.593 ngàn là mình có đơn nè, 6593 giùm em gái. Rồi dây chuyền quý vị nha, tiền công sale chấm gì luôn nè, 6.593 giùm em. 6593 là mình có đơn nè. Chị Trang Thị ơi, có được bông tan lên đây chị Trang Thị. Bông tan đang đeo chị gái nè. Bông đeo chị nha, bông tay trên đùa đang đeo luôn. Rồi, dây chuyền em quan quý vị nha, 6.593 ngàn. Đẹp không? Hai chỉ. À em có mặc hồ ly chúa không hả? Mặc hồ ly chúa là kiểu gì ta? Hồ ly em có nhiều lắm chị hình đường ơi, nhưng không biết hồ ly chúa không chị? Không biết có hồ ly chúa không nha chị nha. Có chị nào muốn lên lót tay sẵn vuông xi đáng sẵn không? 7 phần mấy nè mấy chị nè. Chỉ có là 7 phần rưỡi thôi. Ni tay là ni tay từ ni tay 50. Ni 50, 52 mấy chị ơi. 50, 52 đeo vừa mấy chị. Lót tay sẵn xi hai màu nha. Trong xi một màu với xi trắng mấy chị ơi. Trọng lượng vàng là 7 phần 51. Tiền công sẽ là 309. 3.041 giùm em. 3041 à. Rồi 3.041 ngàn là mình có đơn quý chị nha. 3041 giùm em. Rồi em qua nha quý chị nha. 3.041 ngàn. Mình có một lắc tay sắn xi trắng luôn. Rồi lắc sắn xi trắng nha quý chị nha. Rồi lắc sắn xi trắng quá đẹp luôn. Rồi còn chị nào muốn em lên dòng nữa không quý chị? Dòng bi hai màu nha quý chị nha. Dòng bi hai màu size 50 quá. Rồi cái này là 4850 đeo vừa mất dây. 4850 đeo vừa mất dây. Dòng bi hai màu nha, trắng vàng luôn. Tiền công sale là 650. 4 chỉ 448 nhân cho 3530. Ừ. 16.351 giùm em. Dòng tay C2 màu mất dây. Rồi dòng tay xe màu là 16.351 ngàn là mình có đơn mấy chị nha. Mấy chị ơi bình luận lên cho em đi mấy chị ơi. Thôi được rồi nha. Tàu nghiệp của nào tàu nghiệp. Ủa 62 mấy chị. Alo. Rồi 16.351 cho em gái mấy chị nha. Rồi 16.351 dòng bi xe hai màu. Cô Trần Lisa nãy có biết cái xe có bộ đó không biết nữa. Lisa yêu dấu ơi, còn nó không? Trang 1, Trang 2, bình luận lên cho em đi mấy chị ơi. Trang 1, Trang 2, bình luận lên em gái nha. Tiền công sẽ là 4.4 triệu. Dạ, một màu sẽ đánh lại chị Anh Viên ơi. Một màu sẽ đánh lại chị nha. Một màu sẽ đánh lại chị. Đánh gì? Đáng đợi á. Rồi em có một cái dòng cái đôi bông tay em bi bông tay sát tay mấy chị ơi, bông sát tay nó đẩy mấy chị nha, lấy cái dòng bi chưa? Đây là mấy chị nè, đó cái này là bông tay hoa mai hương lạc 9/62 có dòng bi vậy mà dây nảy không mà có vòng bi mà dây á vậy không? Không có giờ nhân gia 3530. Tiền công là sao vậy nha? Tiền công sẽ là 300 ngàn. 3.6596 giùm em. Rồi 3696 là mình có đơn quý vị nha. Bông tai viền sòn tắm luôn quý vị. 3696 là mình có đơn. 3.6996 ngàn. Bông tai quý vị nha. Bông tai quá đẹp luôn. 3.696 giùm em gái. Bữa nào có lát em hú chị Ngọc Bích cho. Ok không? Bữa nào có lát tay hú nha. Hú quá chị. Bữa nay chị nào mua GF không? À em có gì em bé không mấy chị nè. Em có gì em bé xi hai màu không mấy chị ơi. Đây là mấy chị. Xi hai màu cho mấy chị luôn. Ghi em bé nha. Cái này là 3 lát 6 không mấy chị ơi. Rồi 3 lát 6 ghi em bé mấy chị ơi. Tiền công sale là 250. 3 lát 6 mấy chị nha. 1 chỉ 2776. Rồi cái này là 4.754 giùm em. 4754 là mình có đơn cho chị em bé xi hai màu. Ừ.
lắc gì đâu vậy, cô có thể số tiền không? Lắc em yêu. Dạ. 4 triệu 754 ngàn chứ gì em bán không có mấy chị. 3 lát 6 nha. 3 lát 6 giùm em luôn. Rồi, 3 lát 6 nè mấy chị nè. Rồi, em lên một cái đông tay bông bạc mấy chị ơi. Tiền công là sale là 0 đồng cho mấy chị luôn. Nhãn vuông thì là bao nhiêu hả? Bông tay bạc mấy chị nha, tiền công là sale là 0 đồng nè. Chị này cháu bông này là phải chúc mừng nha. 6 bằng 6 2.139.000 giùm em. 2139 là mình có đơn. 2.377.000. Rồi, cháu có chị Điểu Nguyễn nha. Rồi 2.139.000, cháu của chị Nguyễn Lan Anh nha. Thì không đồng, chuyển khoản liền nha em gái chị ơi. Chuyển khoản liền cho chị Nguyễn Lan Anh nha. Rồi lên gì nữa mấy chị có tiếc mai hụt mất tiêu rồi. Còn mà nào không một bạn mất dây cho chị đi. Hãy lấy hàng lặt nửa ngàn, nửa ngàn, gẹo gẹo mấy ngàn. Cháu cho cổ đi. Đi qua cái chỗ đi rồi đưa qua cho cổ cho người tiếp đây nè. Rồi cháu đi qua em lấy cái lắc tay hơn lặt rồi, cháu rồi, cháu rồi bé ơi. À, nhẫn vuông đang đeo bao nhiêu hả chị? Nhẫn vuông đang đeo là trọng lượng vàng là 1.33. Tiền công xe là 420. 5.115.000. 5.115 với tài khoản cái 14.15 á chị ơi. 5.115.000. À đi tay 12 thôi chị ơi, đi 12 chị. Còn tay mình nhỏ với tay ngón giữa em đeo 12 mà còn rộng quá chị. Giả mang thiệt chứ. Đi 12 mấy chị nha. Rồi 5.115.000 giùm em. 5.115.000 con gái của mẹ ơi. Dạ cháu rồi Điểu Nguyễn ơi, cháu rồi chị ơi. Mở tiền cháu rồi chị. Rồi 5.115.000 nhẫn sòn vô giùm em. Nhẫn sòn vô chi vậy, đâu gì vậy? Đó, để cho mấy chị. Nhẫn bông lớn luôn nha. Bông lớn giùm em luôn. Mấy chị muốn vui thì comment lên nhà em gái đi. Em lên cho mấy chị cho. Sao mấy chị em gu vậy? Bông tai kim tiền, tiền công xe 195.000. Cái gì? 4 bằng 35. Tiền công xe 195.000 quá chị. 1.731.000 giùm em. 1731 của mình có đơn. Biết rồi. 1731 giùm em gái. Rồi 1.731.000 là mình có đơn quá chị ơi. 1731 giùm em gái cái gì nha. Ơi vậy sao, giữ hay sao? Bông tai kim tiền 1.731.000 chị em gái. Rồi cái nhẫn lớn cái gì đo lên luôn nha mấy chị nha. Đi tay số 10 be. Rồi trọng lượng là 3 chỉ 192. Có cháu kem không? Dạ có cháu và Điểu Nguyễn ơi. Tiền công sale là cho mấy chị như đây. Tiền công sale là 6, bao nhiêu? 690.000 sale để cho Lý Kim Hoa nè. 11.500.958 giùm em. Hoa già cháu đi hoa già. 11.958.000. Dạ ok lấy nhẫn đi chứ. Để đúng khóa với cháu kìa bé Hoa. Để đúng khóa với cháu còn năm này đúng không cháu? Đợi mấy chị. Lên nhìn mấy chị đang một xíu rồi. Hôm nay mấy chị yếu gù yếu gù mấy chị. Ghi gỗ hỏi dịp hình đi. Ồ con tay trên đồ đẹp quá mấy chị ơi. Bông tay trên đồ siêu xinh luôn mấy chị. Đẹp cái chưa? Xuất sắc chưa nè. Rồi, với chị em qua luôn nha, Nhã ơi, tháo cái gì ra đây, Nhã ơi. Tháo cái gì ra, xíu nữa đeo cho chị ép luôn. Em chuẩn bị em đeo cái gì ép láng vô luôn mấy chị nha. Đẹp láng vô luôn mấy chị, đẹp quá trời, có 3.5, 3.7 à. Em chứng hãng cọc thứ tư hả đi hàng cho em được không chị? Dạ được chị. Được cái chị nha. Chị Nguyễn Lan Anh vô, nhắn cái mình chị ơi. Rồi Nguyễn Lan Anh ơi, vô inbox cho em gái chị ơi, bán hình qua chị nha. Cô bạn chồng đã xong rồi em ơi. Chị ơi, em nhạc xôn đâu rồi ta? Nhã đây mà vô nhã. Dân nhạc xôn hôm nay có dòng cham đẹp quá nè, dân nhạc xôn nè. Dạ, dạ, đổi chiếc rồi. Bà sao vậy bà? Có dây lạc nào 2-3 chỉ không chị? Dạ có luôn Kim Liên ơi. Cái chuột ra xong rồi giao cái gì đó là cơm thiếu nha.
Nhân ơi, còn hát không chị Nhân? Có. Vậy chị có gì đi nhậu lại không? Không. Mấy chị ơi, có một cái dòng chai nè mấy chị nè, dòng bao ra lưng mấy chị nha, dây hoa lập. Chị lấy dây kim tiền không chị? Dây kim tiền nè không? Kim tiền là 3, 4, 3 được không chị Kim Liên? Cái này 4, 3 chị gái nè. Còn hoa lập chị đợi em một xíu nha, em ra ngoài em lấy với chị được không? Đó. Chị Nguyễn Kim Lan anh chứng khoản chưa? Chưa chứng khoản lấy lên máy hát khác nha, sau 10 phút. Dây đặc nào 2-3 chỉ không chị? À dây đặc á hả? À hiểu lầm. Dây đặc mà tưởng đâu nói dương hăng lạc. Rồi em có 3 cái màu cho mấy chị luôn. Hôm nay em có màu tím cho mấy chị nha. Có màu tím mộng, tím mơ luôn cho mấy chị luôn. Tím mộng, tím mơ. Trọng lượng vàng của nó là bao nhiêu mấy chị? 8/68. Dạ bên em không bán cả gốc của chị Hồng Đào Nguyễn Thị ơi, tiền công xèo 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 là 790.000, 3.854.000 giùm em, có 3 màu quá chị ơi, 3854 là mình có đơn di đặt khoảng 2 chỉ 3 chỉ. Rồi 2.854.000 là mình có đơn quá chị nha, 2854 là mình có đơn. Rồi cái chị em qua quá chị nha, cái chị bông mai em qua nha, đây em nhớ mà đẹp cận cảnh nó cái gì nè. Còn cái chuyện đẹp quá chị, không cháu là buồn lắm nha. Không cháu là hối hận lắm mấy chị nha. Đây, còn cái chuyện như thế này mấy chị nè. Đó, xinh quá mà chị diễn mình không cháu. Rồi, cái này là trọng lượng vàng của nó là 3 chỉ 62. Tiền của em sale là 790 ngàn. Bình thường là 1.5 triệu, 1.4 triệu. Hôm nay sale còn 790 mấy chị ơi. 13.569.000 là mình có đơn. 13.569.000 là mình có đơn mấy chị nha. Cho chị cái dây chuyền đặt xanh lá đâu em đi máy hả? Rồi cái này là 13569. Em qua dây chuyền. Rồi bây giờ em lên cái dây này. Nhã tính tiền là nhã nè, nhã là tính tiền, dây là nhã ơi. Cái là 7, 3 chỉ 757, tiền công sale là 409. 3 chỉ 757. Trời nhãn xanh lá đi lớn chị ơi. Xanh lá là size 18 luôn mấy chị nha. Xanh lá là màu 8, màu vàng là size số 16. Còn một tiếng màu thêu nhỏ nè. Cái gì 3 chỉ 7 mà hả? Rồi còn cái màu tím là size số 12. Màu tím là size 12 mấy chị nha. Em mấy chị, đó, em có 3 màu. 3.854.000 giùm em. Dây cao hàng bước nữa 2.5 chỉ. Dạ, nó thất tuổi, nó mất tư không có nha Gia Gia ơi. Nó tư không có nha anh trai chị gái gì ơi. Rồi 5 triệu. Dây kim tiền 2 chỉ mấy 3 chỉ hả? Để em coi có gì nào em lấy chị vài dây 24 nha. Dây 24 khoảng 2-3 chỉ nè. Rồi, em có một cái nhẫn màu xanh luôn á chị. Màu xanh đẹp chưa? Với chị em đang đeo là 13.752.000 em gái. 13.752 mấy chị nha. Là với chị em đang đeo dép lái quý anh chị nha. Dép lái với chị em gái luôn, rất là xinh mấy chị nè. Trời ơi. Mê mẩn luôn mấy chị. Chị không bắt đơ, đợi em xíu nha, em đeo với cái mặt của chị nha. Ok không? Đợi em chút nha. Đợi em chút ra ngoài em lượm cho. Học Minh chào chị, sao có tình yêu? Sao tình yêu? Trời, em có cái dòng xi trắng cho mấy chị luôn nè. Có chị nào size nhỏ không? À, có gì nào đó không? Cái này là size 48 á chị ơi. Một dòng là size 48 á chị. Có nhắn nam size 20 tầm 2 chỉ không chị hả? Dạ có chị, nhưng hôm nay không có chuẩn bị á chị. Một dòng là 48, một dòng là 46 á chị ơi. Rồi một dòng là 48 chị, một dòng là 46 mấy chị nha. Đúng rồi chị Ngọc Minh ơi, ngập tràn luôn chị yêu ơi. Rồi dây chuyền là 1 chỉ 9/43. Chiều dài là 5 tấc nha mấy chị nha. Chiều dài 5 tấc giùm em. 1 chỉ 9/43 giùm gái. Tiền công xe là 300 ngàn thôi. 7.159.000 giùm em. 7159 là mình có đơn ạ. À.
Rồi 7.159.000 mấy chị nha. 7159 cho em gái à. Rồi với chị có nhẫn vuông ba gác không? Dạ không có nhẫn vuông ba gác chị ơi. Vòng bi 4 vòng ly 48 bao nhiêu em hả? Dạ rồi ok chị. Em lên cho chị nha. Vòng ly 48 nha. Rồi 7.158.000 59.000 chị gái nè. Chị chuyện đặt cho chị nha. Tầm khoảng 2 chỉ hơn xíu. Dòng bi si dòng ly 48. Dòng ly 48 là 1 chỉ 18. Chị nào cũng được, không cần kim tiền. Tiền công xe chị là chỉ có là 200.000 tiền si thôi, tiền công tặng luôn chị ơi. 4.365.000 giùm em. Nhãn phong đá dạ hết hàng rồi Trần Phú ơi. 4365 là mình có đơn mấy chị nha. 4.365.000 giùm em gái. 4.365.000 giùm em. Rồi dòng si trắng cái chị nha. Vòng si trắng có quá không mấy chị? Đó, có quá hai bên luôn giùm em. Tiền công em tặng em chứ tiền si cho mấy chị ơi. Đây mấy chị. Rồi, 4.365.000 là mình có đơn. Em qua nha. Chị Nguyễn Thúy Ngọc nha. 4365 giùm em. Còn cái dòng đi 46 mấy chị. Em còn một lắc bi tương tự kiểu được không chị Hồng Bích ơi? Cái này là 1 chỉ 343 được không chị Hồng Bích nè. Mấy gì nó nhìn đi. Nữ đeo mà. Mất chừng không đắt đâu. Mất chưa. Rồi sống bẩn đi vô mất chừng quá nè. Đây nè. Cha ơi cha. Đây nè. Cha ơi cha. Thấy chưa cha ơi cha. Rồi lắc bi mấy chị nha. Lắc bi này á, đi tay từ ni. Đi tay từ ni 50 mấy chị ơi. Đến 54 đeo vừa mấy chị nha. Ni 50 đến 54 đeo vừa. Nữ đeo 1 chỉ 343 nhân gia 3530. Tiền công sale là 260.000. 5 triệu lấy 1 giùm em. Đây mấy chị ơi, 5001 là mình có đơn ạ. 5.001.000 là mình có đơn quý chị nha. Đây, đẹp cho mấy chị. Rồi, 5001 lắc tay bây giùm em gái nha. Lắc bây giùm em. 5001 là mình có đơn. Rồi em có một cái đông tay nè mấy chị nè. Xi hai màu nha, khoen tắm luôn. À khoen móc máy mấy chị ơi. Xi đắng hai màu. 603 nhân cho 3530. Tiền công xèo 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 là 260 mấy chị. 2.389 giùm em. 2389 là mình có đơn. Lắc bạch kim đi chị hả? Lắc bạch lai bạch kim là sáng ngày mai 9 giờ sáng ngày mai cho chị Hồng Đào Nguyễn Thị ơi. Rồi 2.389 nha em gái. 2389 là mình có đơn. Bông tay cũng vậy nha. Rồi đạo đào chốt 2389 chứ hỏi giùm em cho chị. Chứ 1 triệu nha. Nội dung là ghi tên phiếu của mình cho chị ha. Tiền công sẽ là 260. Rồi lên gì nữa mấy chị. Rồi ô cái này đẹp quá là chị yêu nè, mà không biết mấy chị đây. Ô 2927 chị gì đó còn nè ông ta, chị Bích Ngọc ơi, Ngọc Bích ơi, chị cho tới 10 chị gái nè, chị tới 10 chị nha, chị đẹp quá này, gần 3 chỉ chị yêu ơi, chiều dài của nó là 4.6 của chị nha, 4.6 là em gái luôn. Chị ơi, đeo với cái mặt hồi nãy là bao đẹp luôn chị nha. Về công ty 90 giùm em, đeo với cái mặt hồi nãy là bao đẹp luôn chị gái ơi. Còn đó không chị, 2 chị 927 nè, nhân kia 5.6 nè. Tiền công sale là 300.000 thôi. 16.691 giùm em. Đó, 16.691 giùm em gái. Dạ có, đào ơi, chiếc hỏi đó chị ơi. Rồi với chị em qua vậy nha, 16.691.000 vàng công ty 90 dây chuyền cánh cam vậy nha, móc máy luôn giùm em. Em qua dây chuyền cánh cam móc máy. Đào có đơn giờ dây mới cho em mà chứ khoản cho em mấy chị. Có lắm ta điện không mấy chị, lát tay xin luôn nha, kiếm em vài năm tắc hả? Năm tắc sợ không có chị ơi, đeo có 2-3 chỉ mà năm tắc không. Em có này chiều dài là 50, 56, 54. Đeo ok mấy chị nha, lắp bản kim tiền luôn vậy em gái luôn. Đi 56, 54 đeo vườn mấy chị.
Rồi cái này là trọng lượng vàng là 1 lượng 051 nhân cho 3 năm 30, tiền công sale giống như là 950 chứ. Cái này là 36 triệu 400, bao nhiêu ngàn dùm em? 36 triệu 430 ngàn là mình có đơn à? Đây bông bạc sao nằm còn không ạ? Dạ khách dấu rồi chị Nhân Su Su ơi. Rồi đó mấy chị ơi, đẹp chứ mấy anh chị, lắc tay em gái nha, 36 430 vậy em gái, lắc tay 2389 là chị Đặng Ngọc Đào chốt rồi. Chị Hà Phạm ơi, bây giờ em chắc hỏi chị, chúc chị má sao nha, còn chị kia chứ chị không lấy thì chị chốt đơn được không? Ok em chị. Rồi cái nhẫn màu xanh giùm em luôn, ok thì em chốt đơn chị cho. Cái nhẫn màu xanh là size số 10 11. Rồi ni 11 các bác chị nha, trọng lượng là 1 chỉ 81, tiền công sao là 550, 6 triệu 939 giùm em, 6939 là mình có đơn à. Rồi 6 triệu 939 ngàn là mình có đơn nha mấy chị nha, 6939 giùm em. Rồi em qua cái nhẫn màu xanh, màu xanh đẹp quá mấy chị ơi, 6 triệu 939 ngàn là mình có đơn nha, 6939 nè. Mẹ tôi như vậy. Rồi mấy chị muốn lên gì nữa comment giùm em nha mấy chị ơi. Em có một cái đôi bông tai màu xanh và một cái đôi bông tai màu đỏ mấy chị. Dạ chị Hà Phạm ơi, cái đôi bông tai đó có một khách chốt rồi, nhưng bây giờ em chốt thêm chị một đơn nữa được không? Em để chị mã sau. Nếu mà chị kia không chiến khoản em để chị ok không? Ok thì em chốt mấy chị ơi. Chứ em có một đơn hả mấy chị. Em có một đôi màu xanh, đôi màu đỏ mấy chị ơi. Đẹp chưa mấy chị? Đôi màu xanh, đôi màu đỏ nha. Thì trọng lượng nó cho nha một xíu, 5 phân 64. Tiền công xe là 250, 2 triệu 241 giùm em. Rồi 2241 là mình có đơn à, 2 triệu 241 ngàn giùm em gái mấy chị ơi. Để chứ mấy chị. Rồi 2241 là mình có đơn cho quý anh chị nha. Đó bông tay chị lấy màu xanh thì cảm ơn màu xanh, màu đỏ là màu đỏ em gái nha, 2 triệu 241 ngàn. Em có hai màu đỏ màu xanh, hai màu đỏ màu xanh cho mấy chị nha. Em qua luôn. Bông tai em đang đeo là có một đơn quý vị nè. Bông tai đang đeo là bông tai channel, bông khoen channel nha quý anh chị. Trọng lượng về là 1 tỷ 021 nha. Tiền công sale là 200 206, 3 triệu 864 giùm em. Bông tai đang đeo 3864 ạ. Rồi 3 triệu 864 ngàn giùm em gái. 3864 giùm em gái. Bông tai Cathy channel, thuộc dạng cái tay channel mấy chị, bông đang đeo ha, 3 triệu 864 ngàn, có một đơn. Rồi nhà cháu hôm nay cảm ơn em gái nha, 3864 giùm em mấy chị. Rồi em có một cái bông tay bạc mau mấy chị ơi, bông bạc mau tiền công là sale là 0 đồng mấy chị ơi. Hà Phan ơi, hồi nãy em có trả lời chị 3 lần đó chị Hà Phan ơi, cái hôm nay khách cháu đâu có chị nha. Chị cho nó khỏe. 8/7 nhân cho 3 năm 30, tiền công sẽ là 0 đồng, bông mau mấy chị ơi, 3 triệu 071 giùm em, 3071 là mình có đơn ạ. Rồi 3071 tiền công là sale là 0 đồng, em qua mẫu 3 triệu 071 giùm em. Rồi mấy chị mới lên nữa comment đi mấy chị xem luôn hả. Em có hộ cộng với chị Na nè mấy chị nè, trọng lượng về là 7 chỉ 478 mấy chị nha, 7 chỉ 478 nhân cho 3 năm 30, tiền công sẽ là 650, 27 triệu 047 ngàn em gái, 27 triệu 047 ngàn. Rồi 27 triệu 047 ngàn là mình có một cái sợi dây khoen lạc, khoen lạc thẻ nồi mấy chị nha. Dạ chào chị Út Phan xinh đẹp. Rồi đây mấy chị em qua nha, 27 triệu 047 ngàn là mình có đơn quý anh chị nha. Đó rồi 27 007 là mình có đơn. Bông channel là hồi nãy báo giá như đó, 3 triệu 864 ngàn quý chị nha, 3864, tiền công sẽ là 206. Chị Nguyễn Thúy Hằng ơi, tiền công sẽ là 260 ngàn. Rồi em lên một cái dây chuyền đưa phụng quý vị nè, dây đưa phụng cho quý anh chị nha, 1 chỉ 528, 1 chỉ 528 nhân cho 3 năm 30, tiền công sẽ như đây
Tiền công sẽ là 290 ngàn. 5.684 giùm em ạ. 5684 là mình có đơn quý anh chị nha. Một cái sợi dây chuyền nữa gì nè. Cái điểm dừng hôm nay nó banh sợi dây dữ lắm các nhỏ. Chị chị mặc điểm dừng hôm nay nó banh lắm. Rồi 5.684 ngàn là mình có đơn quý anh chị nha. 5684 giùm em. Có cái ly mặt nhẹ không không chị hả? Dạ có luôn chị, niềm tin cái ly mặt nhẹ có chị nha. Giá chuyền nữ phụ giùm em là 5684 giùm em gái ạ. 5684 giùm mấy chị nha, giá chuyền đôi phụng giùm em gái. Giá đôi phụng giùm mấy chị. Sao mấy chị đâu hết trơn ta? Bữa nay bị ẩn bình luận sao vậy? Không thấy ai comment luôn mấy chị. Trời ơi, cái nhẫn bông mai đẹp quá chị. Rồi bây giờ chị biết nghe bình luận đúng không? Bạn kia không lấy để chị đúng không? Ok. Rồi chắc mới sao nha, bạn kia không lấy để chị nha. Vậy nó dễ cho em nói gì trả lời xong nó chị nghe không bình luận hay sao á. Không thấy chị bán hồi vậy trơn. Bông trên đồ tiền công sale là 256, 386 thôi dùm em. Xe hồ xanh dương viền tắm hình vuông đi chị hả? Đấy mấy chị, bông tai mấy chị nha. Bông tai tiền công sale là 260 ngàn, 3864 qua mẫu. Xe bông tắm hình vuông xanh dương rồi. Xanh dương đâu vậy ta? À, không có xanh dương rồi chị ơi. Dây ơi, dây nhỏ gì vậy? Dây 24 à, má chị vậy? Rồi, bông xanh dương đợi xíu. Nguyễn Huệ Mẫn ơi, đợi chút anh chị nha. Rồi, cái này dòng cham bao ra mấy chị ơi. Dòng cham mix ban cho mấy chị luôn. Đẹp không mấy chị? Rồi, trọng lượng vàng là 8.36. Đẹp cái chưa? Rồi, 8.36 nhân cho 3.530. Tiền công sale là 1.250.000. Tiền công sale là 1.250 à, 30.761 giùm em. 30.761.000 là mình có đơn mấy chị nha. 30.761.000 giùm em gái luôn. Là mình có một đơn mấy chị nha, dòng tay ban nha. Trên TV thì lấy đồ gì nè. Rồi dòng ban nhà em nghe mấy chị. Qua nha. Em có lên chúng chị là một cái nhẫn đó tim. Tiền công sale là 0 đồng đi tay sớm. Chú hình anh tóc trong viên bán hồ ly hả? Gắn hồ ly vàng chứ tới 10 được không chị? Chị Ninh Nguyễn ơi, hình anh tóc trong veo là sợ giờ không có này hả chứ. Để em coi còn không nha chị. Nhớ ơi, chú hình anh tóc rồi đó. Dưới tay số 13 Ninh 12, 13 mấy chị nha. 4 con 65, 1.641 giùm em. Nhận cái tim mấy chị ơi. Nhận cái tim tiền công sẽ là 0 đồng. Đưa đi. Có đúng, có 5 tóc không? Có 5 tóc hả? Nãy là nhảy dầu lấy đó. 5 tóc hả? Đưa đi. Mấy? 1641. Rồi cháu của chị Diễm Huỳnh nha. 1641. Tâm ơi, Diễm Huỳnh quay đơn luôn rồi Tâm nè. Nè cháu được đơn, nè đơn. Chuỗi hột không cũng được, ok chị. Đúng rồi. Đi đơn luôn. Chị Ngọc Bích ơi, em có dây chuyền này chị nè. Ủa này nằm đắt à? Xanh dương mà, cái này xanh này xanh dương à? Xanh biển mà. Xanh dương là xanh biển đó. Mà nãy rồi điên quá. Chị ơi, bông tai này đúng không chị? Hề Mẫn ơi. Giống cái màu đó nè. Chị ơi, Hề Mẫn ơi, bông này được không chị? Xanh đậm. Chủ thành anh tóc đó chưa? Điên quá, ai mà đo, ai đo này năm tắc vậy? Chị ơi, dây chuyền chỉ tới 10 không có 5 tắc nữa chị nha. Nhẹ bà không có 5 tắc chị ơi. Bông không dây liền mặt ở đây nè. Nè là điêu nè. Dây chuyền này là dây chuyền vàng công ty 980. Mà 4 tắc 6 là vàng nhất nha chị nha. Chỉ có 4 tắc 6 đó chị ơi. Không có 5 tắc đâu mấy chị. Được rồi em lên chị luôn nha. Chứ còn không có 5 tắc chị ơi. Trong beo hai đục trắng cũng được em hả?
Là ok, anh tóc rồi nó tự nhiên của chị Nhi Nguyễn ơi. Nhỏ hơn nữa hả? Nhỏ hơn nữa. Nhỏ ơi, bông tay nhỏ hơn nữa nhỉ. Bông tay xinh biên nhỏ hơn nữa. Chị ơi, với chị là chị gái nè. Với chị liền mặt là chị yêu nè. Với chị liền mặt chị niềm tin còn lắm chị ơi. Cái liền mặt hình trái tim. Tây phan đây nè mấy chị. Tây phan đây là hình trái tim nha. Chị nhiều bạc cho em gái luôn. Với chị chữ hờ. Đó, hờ. Hờ liền mặt mấy chị. Rồi, với chị con rắn mấy chị. Với chị channel giùm em gái luôn. Đó. Dây trái tim. Với chị CD, dây năm sinh mấy chị ơi. Chị phát tài phát lộc mấy chị. Rồi, à, cái này con hồ ly. Đó, trái tim mấy chị ơi. Rồi, với chị hoa sen nè. Hoa sen, đài sen. Trái chuỗi hay là anh tóc vậy? Hoa sen, đài sen mấy chị ơi. Đây mấy chị, đó chị nào comment giùm em với liền mặt nha mấy chị nha. Với liền mặt em quăng mấy chị. Ok em ạ. Ok comment giùm em gái nha mấy chị nha. Chiếc nón bài thơ. Nhãn hoa 9-10 2 chỉ đi một em hả? À, lên chuỗi 9-10 con đồng to xeo tiền công đi Thảo ơi hả? Dạ em là nhân viên Thảo mấy chị. Cái liên lạc em là Tinh Chi chị ơi. Em không có vòng 9-10 con rồng to xeo à. Lên vòng 9-10 con rồng to xeo à. Là có vòng gì ta? Chị có mẫu không chị? Có hình quên nhắn cho em cái liên lạc ơi. Có không? Có hình quên nhắn cho em nha chị nha. Rồi nhìn tin ơi còn không chị ơi? Còn em quan chị nha. Với chị liền mặt đó chị. Với liền mặt với em gái em qua nha. Trời, cái gì à, đắt tuổi em kìa nè. À, dây hoa sen bao nhiêu mấy chi hả? Dây hoa sen đẹp lắm chị ơi. Có em cọc rồi nghe. Em cọc rồi nghe chị nghe hả? À dạ ok chị. Cọc rồi. Dây sẽ đem bao nhiêu rồi chị? Rồi dây chuyền liền mặt hoa sen. Tiền công sale là 450 ngàn. Phải không trời? Đúng rồi mấy chị ơi. Tiền công sale là 450 mấy chị ơi. Đang nói lên 550 thôi. 450 thôi. Một chỉ 618. Còn một dây không chị ơi? Còn hai dây. Một chỉ 618 nhân cho 3530. Tiền công xe là 450. Không chị. Trời, 6.162.000 nha em. 6.162.000 mấy chị ơi. Rồi, dây chuyền hoa sen chị. Chị Nghĩa ơi, lát em đi không có màu vàng hả chị? Chị Lê Nhật Khang xinh đẹp, ủng hộ em cái đó mấy chị. 6162 giùm em, dây chuyền hoa sen. Em qua nha, 6.162.000. Em qua mẫu dây chuyền hoa sen 6.162.000. Em qua nè. Dây CD hả? À, em có dây này cũng đẹp lắm nè mấy chị nè. Em lên cho. Nhã ơi, tháo dây này ra Nhã ơi. Tháo dây này ra Nhã ơi. Dây hai tầng mấy chị. Dây hai tầng nè. Trời ơi, sao gỡ này ra trời. Chốt bông bạc chờ neo em nhé hả? Dạ dạ Nhã ơi. Rồi Nguyễn Thúy Hằng chiếc hỏa cho em nha. Hoa sen là 4.5 tấc chị ơi. 4.2 tấc, 4.5 tấc mấy chị nha. Hoa sen là 4.2 tấc, 4.5 tấc à. Chốt bông bạc trên đồ hả? Để đâu rồi trời. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì vợ có tìm đâu Nhã ơi, tiếng có tìm trong này đi Nhã. Trời, dây chuyền mấy chị nè. Tìm vậy? Không à, còn chiếc nữa. Rồi, dây chuyền liền mặt hai tầng mấy chị. Dây CD của chị. Chị cái đâu rồi? CD đâu rồi chị? À, CD đây. Nay sắn vuông xây trắng không chị hả? Sắn vuông không có xây trắng hết rồi chị ơi. Bây giờ còn sắn gì không à? Xanh lá sao mà đâu. Rồi, dây chuyền liền mặt CD chị yêu của em xinh đẹp nè. Trọng lượng về là 8.72. Tiền công xe cho chị là như đây 350. Phải không trời? Rồi, 3.428.000 giùm em. 3.428 mấy chị ơi. Dây chuyền CD liền mặt cho chị nha. 3.428 là mình có đơn. Một đơn duy nhất. Rồi 3.428 là mình có đơn mấy chị, em qua nha. Dây chuyền liền mặt CD chị yêu của em nè.
chị bông bé toàn ten không? Bé toàn ten dạ có chị. Trời, em qua mấy chị nha, muốn lên nước thì mang cho em mấy chị ơi. Sao em gu hết trơn á trời. Em gu vậy, em vô là buồn nha. Buồn quá chị, chị Ly Nhật Hai bữa nay cũng ủng hộ mình luôn nè. Buồn quá rồi em ơi. Sao vậy? Cái gì vậy? Tiền công của nó tem nó có đó. 300, 260 tiền công. Hai mấy tiền công nha. Chị ơi, em bản ơi, bông tai giống vậy là em hết rồi hả chị? Thì bản đẹp bao bông miếng em hết rồi nha. Em hết màu xanh dương của chị rồi, xanh biển của chị rồi. Bông tai đá sò năm phi thì mấy chị nè. Đó, bông đá sò năm phi em gái nha. Và nhẫn hoa mai đang đi lên tay chị á, chị Mai Bảo ơi. Dây ba tặng bao nhiêu hả? À, lấy chủ chưa nhỉ? Chủ là anh tóc trắng. Có vàng cũng được. Dây liền mặt chị, hai tặng bao nhiêu chi hả? Trọng lượng như vậy nhỉ? Trọng lượng như đây mấy chị, màu chỉ không tắm hoa gia tặng mấy chị ơi, nhân cho 3 năm 30. Tiền công xe giống vậy như đây, tiền công xe là 390 ngàn, 4.209.000. Chị Giặc Thi ơi, 4209 giùm em. Cái gì vậy, dây liền mặt chữ hờ hả? 4.209.000 là dây liền mặt hai tầng đó chị Nhật Thi, xinh đẹp nha. Dây liền mặt chữ hờ là chị muốn hai tầng hay một tầng đó chị ơi? Chị muốn hai tầng hay một tầng? Chị gái này với liền mặt hai chữ hờ nó có hai kiểu đó chị nè. Cái kiểu này nó có hai tầng đó chị nha, cái này nó có hai tầng. Còn cái này nó giống như là xúc xắc xí ngầu đó chị. Đó, giống như là xúc xắc xí ngầu đó chị gái ơi. Rồi, 4209 chốt cho chị Nhật Thi. Nó hoa bỏng á. Trời bắn quá. Trời, chị đi đây, đưa đáy lên. Trời đây. Chị gì đó đâu mà mất tiêu rồi. Chị gì là chị Lý Nguyễn ơi, chủ thầy anh tóc của chị nè. Thầy anh tóc trắng cái gì nha, tóc trắng, thầy anh tóc vàng, màu trắng. Đây chị ơi, có con tiền hưu luôn chị. Còn cơ hội đây vàng 9-10 được không chị ơi? Cơ hội đây vàng 9-10 chị nha. Được không chị ơi? Cái chủ là 700 ngàn đó chị ơi. Được không? À, chủ 800 chứ quên. Cái chủ 800 chị gái ơi. Cái chủ là 800 của chị Lý Nguyễn nha. Còn này con thị hưu là mấy chị nè. Rồi còn con thị hưu nữa mấy chị nha. Alo chị gái ơi, cái dây chuyền liền mặt chứ hờ nào á chị ơi? Comment giùm em lên cho chị cho. Thôi giờ em lên này đại đi cho mấy chị đi. Dạ chị, có em bé toàn ten chị ơi. Nè chủ 800 nè. Thịt một cặp. Chị ơi, bông mai 4 là chị gái nè. Không. Mua chủ mà. Không phải dây em chuyền. Ơi. Không phải em ơi. Bông này nè em ơi. Bông đó à? Bông đó thì coi 28 được. Đưa lên coi lại bông đó rồi mà. Không phải kia chỉ lên chốt lại. Tiền cân bông cái tí mắc hơn mà. Bây giờ em lên một cái liền mặt hai tầng nữa mấy chị nha, chơi hai tầng tí cho mấy chị luôn nè. Gà vô nhã ơi. Chuỗi còn nào nữa không chị, mua thêm hả? Còn cho thêm chuỗi anh tóc vô đây cho chị đi, chuỗi lớn đi đây chị, bên đeo bên kia đây mấy chị ơi. Cái này là dây chuyền liền mặt hai tầng luôn mấy chị. Một tầng ở trên là CD channel, một tầng ở dưới là thương hiệu Hermès mấy chị nha. Hermès chị em gái luôn đó. Đã chưa mấy chị? Đã chưa? Chị ở đâu rồi? Chị Nga Võ đó rồi. Nga Võ ơi, nhẫn 24K là chị này, nhẫn bọng của chị gái nè. Chị ơi, chị à, đi tay số 10, 12 chị nha. 12, 13 chị nha, chứ không có 11.
mười một em con á chị. Rồi. Hay ra dễ quá. Xong gì hay ra dễ quá xong gì à. Sao hôm nay em bán toàn ten như vậy đi. Em nói vậy, em lên một cái hôm nay toàn ten giọt cũng gì nè. Nhãn đặc không có em, dạ không có nhãn đặc hai chỉ bọng chị không có hai chỉ chơi. Em lên một cái đôn tay toàn ten hôm nay em thấy cô sòn le ta. 5 phân 34 nhân cho 3 năm 30. Tiền công sẽ là 2 năm rưỡi. Rồi, 2 triệu 135 giùm em. 2 1 3 năm là mình cứ đơn. Còn cái nào nào lấy hết cho em chị. Thôi chị lấy có một cái cho em bây giờ mấy bữa chị lấy nhiều lắm mà. Em mới chị. 2 triệu 135 ngàn đâu có, còn nó có 3 cái thôi à, đang hot mà. Không, chủ đi nhỏ rồi. Chủ đi nhỏ rồi chị Ninh Nguyễn ơi. Chủ đi nhỏ rồi chị ra được không? Chị ơi, chủ nhỏ được không nè chị gái nè. Thầy anh tóc vàng, tóc nâu chơi, cái này tóc nâu chị. Thầy anh tóc nâu mấy chị nha. Tóc nâu mà em, tóc nâu em bán cho mấy chị là 800 ngàn đâu mấy chị ơi. Lớn nhỏ đồng giá mấy chị, quẹo lựa. Bồ Phật cái đeo gì vậy nhả? Rồi em có một cái sợi dây liền mặt đó tim á chị ơi, chị gái nãy hết liền mặt xong im gu gù luôn rồi. Rồi trọng lượng vàng là 1 chỉ 104. Tiền công xe mấy chị như đây, tiền công xe là 290 ngàn, 4 triệu 187 giùm gái, 4187 là mình có đơn à. Rồi 4 triệu 187 ngàn mấy chị nha, em qua nha, 4187 là mình có đơn. Chị liền mặt với hà đẹp không á chị? Mấy chị nha. 29135 công. Rồi tiền công xe con này cho mấy chị là 700 ngàn, 8 triệu 237 giùm em với tiền chữ hờ, 8 triệu 237 ngàn. Rồi 8 triệu 237 ngàn mấy chị ơi, dây chuyền này mặc chữ hờ đang đeo quý vị nha. Ừ biết rồi, biết rồi. Trời ơi cái này tóc đen chị nè. Dạ lê em bé đang lấy chị ơi, Tiết Phương ơi, đợi xíu chị đừng bình luận nữa, chị gái em đang lấy chị á. Chị ơi, chị Ninh Nguyễn ơi, đẹp quá Ninh Nguyễn ơi. Đâu rồi? Chị Ngân ơi. Cái này. Nhã ơi cho ông em bé toàn ten đi Nhã ơi. Cô em bé toàn ten thì chị ơi. Chị Ninh Nguyễn ơi. Trời ơi cái này đẹp quá chị ơi. Cái này thật anh tóc đen nha chị, tóc đen nha. Đẹp chưa? Trời ơi quá đẹp mấy chị ơi. Trời ơi, thêm một con tiêu nữa. À, có xanh không? Dạ không có xanh chị ơi. Chỉ còn đúng này thôi chị. Còn cái này là đủ màu chị gái nè. Đó, đủ màu chị ơi, không có xanh nha. Thả tóc xanh, thả tóc xanh hả? Không có đâu. Tóc đen nhỏ hột không chị? Không có, còn bao nhiêu là hết hàng rồi mấy chị ơi. Tím hết rồi mấy chị. Chỉ còn đá chuỗi thì còn mấy chị nha. Còn hạt anh tóc là hết rồi mấy chị ơi. Đang cháy hàng mấy chị nha. Em đang cháy hàng, cháy đam mê. Trời ơi, cái màu này đẹp quá mấy chị ơi. Này màu đen, màu xanh người ta. Cái này đen quá chị, đen nha. Có đá tím không em hả? Đá tím là có nhưng Trần ơi. Chủ tím có hả chị nha? Chủ tím có hả chị? Thật anh nhỏ bao nhiêu em hả? Thật anh nhỏ đang đeo hả chị đúng không chị? Đúng không chị ơi? Đúng không chị? Thật anh đá anh đang đeo thì là bao nhiêu hả chị? Đá nhỏ là 8-5 ngàn chị Giang Hà, đá không có chị nha, không tính con tỳ hưu của chị. Không tính con tỳ hưu nha, còn là con tỳ hưu nè mấy chị nè. Cái này con tỳ hưu nha mấy chị, tình hưu tính riêng nha. Chủ tím đi em hả? Rồi ok, cho tụi đá tím luôn nhả ơi, chủ đá tím luôn nhả ơi. Lấy đủ màu đi chị bán luôn cho. Chị gái Tuyết Phương là nhiều nè. Đó em có ba đôi tay chị, bông bánh bé gì nè. 1, 2, 3 nha chị nha. Đó chị muốn lấy cái mẫu nào, bây giờ em với chị ơi. 1, 2, 3, 3, 2, 1 321123 tình yêu ơi. 123 chị gái nha. Còn chị Giang Hà mà muốn lấy mà cho anh xã của mình là lấy cái chuỗi này đây chị gái nè. Cái chuỗi này là 1,2 triệu nè chị, đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Chuỗi đá thành anh tóc nha mấy chị nha, 1,2 triệu cho em gái nha mấy chị. Trời ơi. 12 nhé, chính giữa là số 2. Rồi bông tai chính giữa là số 2. 2,5 phân.
số 3 hả? Kim Anh Nguyễn, hello chị. Trời ơi, bữa nay em vừa nghĩ tới chị luôn hồi trưa luôn á. Em nghe sao mấy chị Kim Anh Nguyễn mấy này chị không thấy chị mua hàng. Mua phạt luôn trời, sao tôi nhớ ghê gửi trời. Tiền công sao 108. Em nó làm trong bụng lúc trêu quá. Lúc trêu em nghe, ủa sao mấy này không thấy chị Kim Anh Nguyễn cái mua đồ ta. 1.063.000 giùm em. Bông chính nhựa 1063. Vòng đá em đeo là vòng đá không là 800.000 chị Hạnh Phúc Tràng ơi. Thiệt luôn sao biết sao mà nhớ hay vậy trời. Bữa nay vô gặp chị luôn á, chắc tấu gì gặp mộng rồi. Rồi 1/81 nhân cho 3 năm 30. Tiền công sale 108 luôn chịu nè. Rồi 819.000 giùm em. Rồi Kim Anh Nguyễn ơi, 819.000 mấy chị. Đó em qua nha, 819.000 bông tay này. Rồi 819.000 cho chị Kim Anh Nguyễn nha. Cháu của chị ơi, xinh đẹp của em. Tì hư 1 phân không hả? Không có tì hư 1 phân chị. Không có tì hư 1 phân cho chị nha. Nhắn tim bao nhiêu em hả? Nhắn tim bao nhiêu em? Tim nào? Tim nào chị? Có tim em được không? Đường vật tim em bán giá. Tim cũng được, miễn tim mà được rồi. Tim nào? Tim nào? Không có tim bà Lê hả? Ừ. Mày một tim mày nghe. Chết mẹ. Chị nói không phải. Tình dư khá tiền. Đấy mấy chị ơi, chủ đá là mấy chị nè. Xanh này là xanh điên quá trời. Chị ơi, chủ này mấy chị nè. Chủ thì hưu ly em hả? Chủ thì sao vậy? Đây bông kia hả? Bông số 3 bông kia rồi. Ok ok ok. Bông này là 3/96 nhân cho 3. 3/96 nè. Tiền công sale là 250 của chị nha. 1.648.000 chị ơi. Rồi 1648 giùm em. 1.648.000 cho chị Kim Anh Nguyễn nha. Đấy mấy chị. Rồi chị nào lấy chuỗi số mấy nè mấy chị, em lấy cho mấy chị cho. 1234 mấy chị ơi. Chuỗi chuỗi mắt hổ, hổ phách nè mấy chị nè. Chỗ anh tím nè mấy chị, anh tím nha, hổ phách lớn nha. Chị lấy cho em một sợi dây nè ha, chị đặt đây chị hả? Hồi nãy em có lên rồi chị Kim Liên ơi. Kim Liên nè, chị đặt cho chị đi nha. 2-3 chỉ nào chị đặt đi hả? Đây. Em có lên rồi nè, nhã ơi, lượm 980 để đi thôi nhã ơi. 980 để đi nè. Em trả nè. Cái nhẫn này bự lắm, đừng bỏ trong nhẫn động nha, nó gãy nha. Dây chuyền 980 đâu nè. À, xi măng kim cương đôi lúc giữa nãy bao nhiêu hả? Xem đắt trắng em đeo à. Bông giữa chứ nãy báo giá, vừa báo giá xong mà. 1.063.000 chị nè. 1063 đôi này nha. Rồi, xi măng kim cương 48 công nhiêu bộ hả chị? Dạ, công hôm nay không có lên, không có biết giá của Út ơi. Rồi, cái này lắc tay là mấy lắc chuỗi đá không chị nha. Chuỗi đá em gái luôn mấy chị. 1063 rồi, tốt cháu Thiết Phương nha. Rồi Thiết Phương chiến hoãn cho em mấy chị ơi. Chiến hoãn cho em mấy chị gái nha, xinh đẹp nha. Rồi, cháu rồi chị ơi. Chị Nini Nguyễn ơi, Nini áo dài đâu rồi. Alo, alo. Lắc chuỗi mấy chị nha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. 8 mẫu á chị ơi. 8 mẫu á chị. Cúc Hà, chiếc nón bài thơ trả nè. Nhã ơi. Trả. Mô Phật á. Alo, ủa sao đứng hết trơn rồi? Yêu mấy chị, đi đâu hết trơn rồi? Chị Nguyễn Nguyễn chứ ộp ộp phải không? Ộp like rồi phải không? Trời ơi. Đây chị gì đây nè. Chị Nguyễn Thị Phúc ơi, cái lắc chuỗi lắc này xe ý em đang đây là tiền công xe 1.2 anh chị nha. 22.578.000 em. 22.578.000 em gái. À cháu chuỗi tím pha lê hả? Tím pha lê đâu? Tím pha lê không phải pha lê. Không phải tím pha lê nha. Không phải tím pha lê không anh chị. Em đưa cái mẫu số mấy chị cháu nghe ok không? Nè chị nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám á chị. Chị Nguyễn Nguyễn ơi. Chị cháu có mẫu số mấy chị ơi em lấy chị cho. 500.000 một chuỗi mấy chị. Rồi một chuỗi là 500.000 em gái nha mấy chị nha. Một chuỗi là 500.000 mấy chị ơi. Rồi chị cháu cái gì còn mấy chị em nha mấy chị nha. Em qua nha. 500.000 một chuỗi. Đưa chuỗi thì hư em coi đây nè chị gái nè. Con thì hư của chị nha.
Đó chị, con tỷ hưu nè, tỷ hưu vàng không là 9/6. Tiền công chủ là 800, con tỷ hưu chị là 300.000. 4.489.000 chị ơi, hạnh phúc tràn. 4489 giùm em. Rồi 4.489.000 là mình có đơn quý vị nha. 4489. À, chủ trầm hưu nhiều hạt mà quán gì vòng không mại? Dạ có luôn chị, có luôn hình mi sâu ơi. Quán cho tay đúng không? Ok, có luôn, lên luôn. Chuỗi trầm hương quán cho tay nhã ơi. Dạ nhã. Rồi 4.489 em gái, em qua mẫu. Dạ cho em xem hả? Ok chị. Chị Ninh Nguyễn ơi, chị còn nó không? Rồi em có một cái nhãn con chuồn chuồn, nó có cánh cao cao. Đi đây số 17 mấy chị ơi. Rồi con chuồn chuồn có cánh cao cao 1 chỉ 049 ngàn dài 3530. Tiền công sale là 290.000. 3.993 giùm em. 3993 là mình có đơn à. Rồi 3993 là mình có đơn mấy chị nha. Em qua mẫu nha. 3993 comment mạnh tay lên cho em. Mạnh tay lên đi nào. Này bạn Thanh ơi. Rồi bông tai toàn tên channel. Toàn tên channel mấy chị ơi. Cái gì? Đây chị gái nè, trầm hương đeo tay nhiều vòng vòng nè chị gái nè. Đây là tình yêu nha. Đó, đẹp gái chưa. Đây, để em biểu diễn với chị coi. À, mặt lúc chiều cháu có làm tiền công cho chị đổ được không chi hả? Cho chị. Cho. Chị không đổ được không là sao chị? Mặt lúc chiều chị cháu không đồng công, chị không đổi được luôn. Đúng rồi chị, đơn không đồng là không có đổi qua sản phẩm có đồng được các chị nha. Đơn mà mấy chị mà cháu đơn mà không đồng cái gì là cái dàn cũ là không có đổi qua được mấy chị. Có dòng bản dài tầm 4 chỉ không chị, ni mấy đào đào ơi. Rồi cái chuỗi trầm hương mấy chị nè. Chuỗi trầm hương là 800.000 giùm gái mấy chị nha. 800.000 là chuỗi trầm hương giùm em à, hình mi su. 800.000 chuỗi trầm hương 2, 4, 5 vòng. 5 vòng mấy chị nha, 5 vòng giùm em. Tay size nè, ni thay của mấy chị nè, 5 vòng là ok. Ni 50, 52, 54 bản nè. Rồi chị hình bé ba cái cháu cái chị nha, 800.000 các chị. Em qua mẫu nha. Chị pha lê tím có không nhỉ? À, trầm thật không em ạ? À? Dạ cái này là trầm gỗ ướp trầm hương mới chơi. Chứ còn trầm thật cái này hay bán mấy chị 800.000 được, đúng không? Gỗ ướp trầm hương không mấy chị nha, không phải là trầm hương thật. Rồi cháu mấy cái gì nè. Cháu mấy cái gì ơi. Cái này là gỗ ướp trầm hương, không phải là trầm hương thật nhưng mà nó rất là thơm. Rất là thơm mấy chị nha. Thơm thất luôn á mấy chị. Trời ơi quá trời ngữ rồi mấy chị ơi. Mê lắm mấy chị ơi. Chứ trầm hương thật là mấy chị mua một viên của nó là quá trời nhiều mấy chị nha. Rồi chất một hả? À, ok. 800.000 cái dây mấy chị ơi. Gỗ ướp trầm hương. Đó. Bán sao đó vậy mấy chị nha. Không bán đầu dê đây là cháu mấy chị. Đây nha. Nè. Ghi 800.000 cho bà nội ơi. Con nhã nó cười. Chị nhã nó cười mới chơi. Chị Ninh Nguyễn ơi, mình lấy cái chỗ pha lê tím chưa? Rồi em có một cái nhãn sòn 5 phi. Tiền công sale là 580 chị. Sòn 5 phi màu vàng. Màu vàng ánh kim luôn quý anh chị nha. 7/43. 3.203.000 giùm em. Đó chị hình bên sau cũng vui nữa không nè. Cứ comment lên dây đây mới chơi. Cái nào có là em lên hết đó mấy chị. Có lên hết cho mấy chị luôn nha. Rồi 3.203.000 giùm em. 2302 là mình có đơn mấy chị nha. 2.302.000. Dạ chị ơi em đang like chị Lê Nguyễn Diễm ơi. Chị cháu có trong tin nhắn giùm em chị đi chị nha. Cháu tin nhắn giùm em chị gái ơi. Trời ơi cái nhẫn bông nó nhỏ lắm chị nè. Cái nhẫn bông nó nhỏ xíu luôn á chị. Tâm ơi chị Lê Nguyễn Diễm chứ không lấy mặt không đồng tiền công cho Tâm. Ráo đâu nữa. Chị không lấy cái mặt đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi bây giờ lên nhỉ mấy chị. Tự nhiên cái em đo màn hình luôn rồi. Em đeo mặt cho nụ đi. Đeo mặt đi. Em đeo mặt này mấy chị nha. Chị Ni Ni Nguyễn ơi, áo dài Ni Ni Nguyễn ơi. Còn đó không? Lên vòng đêm à, vòng bản đúng không chị? Vòng bản em quên luôn à. Để em cho người ra tìm chị nha. 54 đúng không? Vòng bản dài trên 4 chỉ. Ni 54. Xi măng nhẹ vàng 54 có, 52 có chị ơi. Một bộ khoảng có 4 5 chỉ được không chị? Kim Liên lên dây đúng rồi. Đây Kim Liên nè. Em có một cộng dây đặc chị gái nè. Màu chỉ 9 phân 43 nha chị nha. À lấy vale tím đi em hả? À. À có vale tím luôn chị ơi, chị Liên Nguyễn ơi. Tiền công xe là 35 ngàn chị ơi, 7 triệu 159 ngàn. Chị ơi, dòng bản 4 phân là xi măng 52 nhẹ vàng em ơi. Ok ok, tím đẹp quá mấy chị. Vale tím nè, trời ơi mê luôn. Rồi, cái này là 7 triệu 159 giùm em. 7159 cái chị gái xinh đẹp ơi. Rồi 7 triệu 559 ngàn mấy chị. Chị pha lê tím nè, pha lê tím sale chị là 55 ngàn nha. Pha lê tím tiền công à, tiền đá là sale 55 ngàn mấy giờ đẹp quá mấy chị. Pha lê tím cho em gái mấy chị nha. Chị Kim Liên em lên dây, em lên dây đổi chị ơi. Rồi pha lê tím là 500 ngàn chốt cho chị Ni Ni Nguyễn một chuỗi. Rồi lên nữa mấy chị. Alo, alo, à xin nhớ mô tô. Lên mấy người ta. Nên uống một lượng ăn tối nay nó mệt quá không uống nổi luôn. Hai ba chỉ đó chị vậy đó, ít vàng quá hả? Dây chuyền hai ba chỉ nặng vàng. Đúc, đúc là kẹo đây cho tôi, nhớ lên. Rồi, dây chuyền ok, lên luôn. Em có một cái sợi dây sắn ý mấy chị. Đẹp gái vô cùng luôn. Dễ thương mà đẹp gái nữa chứ mấy chị. Đây. Chị đúc quá, chị đúc quá chị Dây ơi. Chị đúc quá chị Dây ơi. Pha lê đá gì em nè, đá pha lê luôn á chị. Chứ phải thành tóc của chị nha. Pha lê đá chị ơi. Đúng rồi, nhả đi chị nhá ơi. Cái này là dây sắn 5 phân 94 mấy chị ơi. Chị đào, đào ơi, dòng bản có gì yêu nè. Dòng bản là tình yêu nha. Đây mấy chị ơi. À có xe xi măng kim cương không chị hả? Xi măng kim cương hả chị? Xi măng kim cương 48 đúng không chị Út ơi? Bông đang đeo giá nhiêu mà? Bông đang đeo một chiếc mua đen kia không chị? Pha lê đá đó, đá pha lê chị Ni Ni Nguyễn ơi. Pha lê đá pha lê chị nha. Bông tay đang đeo 7,51 nhân ra 3,530. Tiền công xe là 290 ngàn. Thành anh tím có không? Không có thành anh tím gì ơi. 2,941 giùm em. Vòng đà dọc bản dọc và mấy chỉ hả? Rồi 2941 cho con gái. Bông tay 2,941 ngàn. Rồi xin em kim cương 48-52 đợi em xíu nha. Nhã ơi, xin em kim cương đi 48 nè. Nhẹ vàng đấy, 52 nhẹ vàng luôn. Rồi bông tay đang đeo là 2941 giùm em. Chị Phương Kim nha. Trời lên gì dòng bản đúng không? Dòng bản lên luôn cho nè. Rồi dòng bản xe 54 luôn chị ơi. Dòng bản pha lê tím luôn. Con thiêu là bao nhiêu em hả? Dạ rồi chị Lê Nguyễn em đợi ông gái một chút nha. Bóng vừa hết anh. Chị ơi hình anh trắng hả? Bây giờ em còn mấy cái anh hồi nãy đưa chị á. Là con rồi nè chị gái nè. Với lại con lớn của chị. Hình anh tóc trắng và tóc đen đó chị ơi. Được không chị? Thì nó đi Nguyễn chứ còn em kia hết rồi. Sao ở 4 chỉ 6 48 nhân cho 3,530. Tiền công sale chị là như đây 500 ngàn thôi. 16 triệu 907 ngàn chị ơi. Đẹp quá mấy chị. 16,907 em gái. Đây Đào, Đào ơi 16,907 của chị em sẽ đẹp nha. Đẹp quá chị ơi. Đó chị ơi, sở không có vòng tay nha mấy chị. Vòng mà vòng dẻo nha mấy chị nha. Vòng dẻo mấy chị, đeo khỏi sợi mốt luôn mấy chị ha. 16,907 ngàn là mình cứ lên. Trên trên trên. Qua mấy chị nha. Rồi. Cái gì á? Chị nó đi áo dài. Đâu rồi, cái đó chửi thằng anh lớn đâu rồi con. Lớn nữa con.
Rồi chữ con thì hưu chị gái nè. Chữ con thì hưu là 4/25. À 4/25 hả? Nhân cho 3 năm 30. Tiền công chuỗi với lại con là luôn á, là cho mắng chị là như đây. Cái chủ là 500, con thì hưu là 300.000. 2.300.000 chị ơi. Rồi quá rẻ đơn chơi, vòng tay em đeo giá mới như vậy hả? Rồi cái là 2.300.000 anh chị Lê Nguyễn Diễm nha. 2.300.000 giùm em. Thật ra lúc nãy tóc đào, tóc nào, tóc đen thì không chị đi Lê Nguyễn. 2.300.000 là mình có đơn. Rồi em qua nha mấy chị. 2.300.000 anh chị Lê Nguyễn Diễm nha. Simen đi 48 có rồi tình yêu ơi. Chị lấy mấy bộ hả chị? Cái là đang đây là 3 bộ chị gái nè. Cái là đang lên là 3 bộ chị gái nha. Simen kim cương nha chị nha. Cái này trọng lượng vàng là 11 chỉ 6.3. Chia cho 3 là khoảng cái 3.9 một bộ được không chị? 3.9 một bộ nha, nhân cho 3 năm 30 nha. Tiền công sẽ là 300.000 một bộ thôi. 14.067.000 một bộ. Chị cố coi khoảng cái đó anh chị nha. Vì nó đang lên là 3 bộ chị. Rồi 14.067 giùm em gái. 14.067.000. Nói chị không phải cái chỗ này, cái chỗ hết án lùi của con. Đào đào ơi, cháu luôn chị ơi. Đào đào cháu có dòng luôn chị. Rồi Simen nó cút nha. 14.067 giùm em gái. Đi 48. Vòng tay em đeo chị, cái này lắc tay chị ơi. Cái này lắc con cóc. Còn một cái chữ bự nữa. Dây chuyền có rồi chị gái nha. Dây chuyền có rồi. Có Simen 58 trong em nhà có đó chị. Rồi dây chuyền đó mấy chị ơi. À, bông em đang đeo bao nhiêu hả? Bông em đang đeo là 2941 chị Huệ Mẵng ơi. Dây chuyền này là 2/203 chị gái nè. 2/203 các chị nha. Còn cái dây này là 2/989 chị ơi. Ô chị nào hỏi dây chuyền mà 6 tắc là mấy chị nè. 3/052. 3/052 6 tắc không mấy chị ơi. Trồng đào mấy chị nha. Trồng đào luôn giùm em. Lát vàng trắng không mà. Lát vàng trắng bên đây không có bán hai. Bán vàng trắng chị ơi. Vàng ra đi chứ nha. Đây chị Thu Kim nó đẹp ơi. Còn lắm chị Thu Kim nó đẹp. Em qua chị gái nha. Alo. Cho chị coi Simen kim cương 58 hả? Dạ đây là chị nè. Simen kim cương chị gái nè. Đây là chị gái nha. Còn chị nào nãy dây chuyền người ta mất tiêu người ta. Dây chuyền Thu Kim đúng không? Thu Kim lên dây chuyền rồi. Em Google rồi. Con nhá còn cho anh tóc đen nãy nó thiệt là bự không? Thấy không? Ơi Ngọc Hiền, mấy đâu không thấy Ngọc Hiền? Mấy đâu không thấy á? Không gì thấy đâu. Ôi chứ cái đồ này là 24 à, trả rồi hả? À. Ở vậy quên. À lấy bông 2941 cho Phương Kim hả? Rồi cháu cho Phương Kim luôn ta 2941 nha. Rồi Phương Kim chỉ khoản cho em là 1 triệu anh chị, còn lại thứ hộ của chị nha. Chi mặt có một giây hả? Chị đó nãy đó lấy mà chưa trả. À lên cho chuyền dây lên cho chuyền xem với hả? Cái chuyền nào muốn lên chuyền kiểu vậy mới được chứ. Muốn lên chuyền cái giày nè, nói đi. Nói đừng ngại nha. Nói đừng ngại bé ơi bé à. Bé muốn lên chuyền cái gì? Chị đi mặt đây nè. Bà. Ừ. Chị muốn lên dây chuyền mấy chị, cầm anh em lên cho. Rồi em có một cái nhẫn chiếc hò mới chơi, đi tay số 11 đó chị. Đây 5, 6 tắc 5 đây được không em? Được chị, xe màu 5 em được chị gái nha, chị công đẹp lắm chị ơi. Cho chị coi xem em kim cương. Em mới vừa lên luôn chị Phương Quách ơi. Em gái mới vừa lên luôn chị. Tôi là màn hình gái nha. Nhãn ông Út hình bông hả? À ly xin nghe hình bông đẹp lắm chị ơi. Cái nhẫn chiếc hò tiền công là sale 0 đồng 5/12. Đi tay số 11 có gì ơi. Đi tay số 11 có gì nha.
Rồi 1.807.000 cho bên gái. 1807 là mình có đơn à. 1.807.000. Tiền công là sale là công đồng nhẫn chờ đi tay số 11. 1817 giùm em. 1807. Một chiếc máy ha, ok. Em có nhẫn bông chị Ly sim trần nè. Đi tay số 11 12. Đó, ni 11 12 để vườn quý vị nha. Trọng lượng là 1 chỉ 5 phân 66. Tiền công sẽ là 450. 5.978 giùm em. 5978 là mình có đơn quý vị nha. 5.978.000 là mình có đơn. Rồi cháu Thu Hà nha, có tên đúng như cái chữ luôn nè mấy chị nè. Rồi, chị Ly xin trần nè, 5.978 nha em gái, nhẫn bông mai, quá đẹp luôn. Bông mai, bông cúc, bông đào. Rồi, 5.978.000, bông mai, bông cúc, bông đào mấy chị ơi. Dây chuyền này xe màu là nam đeo chị ơi, dây cong của chị nha, là nam đeo của chị gái. Cái này là 6 tấc y chang lắm chị. 5253 là nhẫn bông người ta. 5253 là nhẫn bông hả cô? Lên mà nhắn trà không chỉ đây mà. Đường kính vẽ với Ly là đây bao nhiêu chi hả? Ni 12 chị ơi. 4087 là cô lấy gì cô Tài Liễu ơi? Chào cô. Chào cô Hoa. 1 chỉ 566 nhân 3530. Tiền công sale cho cô là 450 mà. 5978. Cái này 5978 cô Liễu lấy gì mà 4087 vậy cô? Cô Liễu lấy gì 4087 cô ơi? 4087 là cái dây chuyền. Rồi thấy rồi, 4087 là dây chuyền cô ơi. Rồi tới cho cô nha. 4.8 gì vậy nè. Để hố lên nè con. Rồi 5253 là gì nè cô? Cô Liễu ơi, 5253 là nữa gì nè cô ơi? Còn chị mà chị gái nào vậy ta? Chị gái thu chị đó. Lê Nguyễn Diễm nè, cái này nam đeo đẹp lắm chị ơi. Chị nam đeo 6 tắc luôn anh chị nha. 6 tắc em gái luôn. 6 tắc em mấy chị. Dạ. Trời à, cái này là lên vào với hộp trà hả? Lên đi chuyện chị cho mấy chị nè. Lên đi chuyện mấy chị nha. Có vòng kim cương nhẹ vàng như vậy. Vòng kim cương nhẹ vàng như vậy có chắc không? Không chi hả? Vòng kim cương nhị vàng chắc đó chị, mình đeo nhị vàng mà chắc nha chị Ngọc Bích nha. Đeo nhị vàng chắc lắm chị ơi. Bao nhiêu tiền em ơi hả? Vậy rồi em sẽ rẻ này chị nha, để chị đổi đồ nha. Dây này là số taxi hay màu không chị? Nam đeo rất đẹp nha, dây đúc luôn đó chị ơi nè. Ba chỉ 0052. Tiền công sao chị là như đây? 490 cho chị nha. Bình thường tiền công mà xe màu mấy chị là khoảng là có 800-900 nha mấy chị. Mà 6 tắc luôn nha là còn hiếm nữa. Rồi 11.264 giùm em. 11.264.000 chị Lê Nguyễn Diễm sao đẹp ơi. Cháu con cái đá con cái giờ cho con đeo chị. Đường kính 17mm là ni tay 12 chị yêu Hương My ơi. Rồi 11.264.000 giùm em gái nha mấy chị nha. Còn 18 là ni tay 15 nha chị. 17 là ni 13, 12, 18 là ni 15. Rồi, chị nào cháu rồi, cảm ơn em gái. Rồi, xì vào dây chuyền hai màu. Chị Phương Kim chiến khoản rồi bé ơi. 11.264 giùm em. Dạ, bớt thứ hai là phải cắt bớt của chị Kim Liên nha. Phải cắt bớt của chị. Dạ, em nhận tiền đâu có chị, em nhận tiền nào cảm ơn chị ạ. Dạ, chị không muốn em xin một màu chị ơi. Chị không muốn em xin một màu chị luôn cho nó dễ. Nhà kiếm những mấy gì mà ngắn ngắn thôi nhà ơi. Ngắn ngắn thôi. Chơi khách khác nữa. Đúng vậy lắm. Chị vậy chị Ngọc Huyền á, Ngọc Huyền. Rồi, GB này mấy chị nè, GB là 3 chỉ 94 luôn mấy chị nha. 3 chỉ 94 giùm em gái nè mấy chị. Lách con cấp bao nhiêu dạ hả? Rồi, cái dây chuyền sáng này chị Ngọc Huyền sẽ đẹp đâu rồi. 1 chỉ 8 phân 19 chị ơi. 1 chỉ 8 19 chị yêu như xinh đẹp nha. Rồi mấy cái chuyện rồi. Cái gì nữa. Rồi cái chuyện này là chị gái nè. Nếu xem một bài thì em như thì em xem một bài em tặng chị luôn chị ơi. Em tặng cho chị luôn. Không thì xem một màu chị ơi. Ngọc Huyền 1 chỉ 5 phân 97. Đó 1 chỉ 5 phân 97 chị yêu nha. Rồi cái này nữa. Cái dây chuyền
Dây chuyền này là dây chuyền ép láng cái gì này đẹp lắm luôn á, ép láng siêu đẹp quá vậy nha. Mấy gì đây? 6 triệu ơi, lộn, màu chỉ 7.97 gì chị ơi. Rồi màu chỉ 7.97 nha quý anh chị nha. Đó, em qua nè. À, ok, si trắng giúp chị hả? Không. Si trắng là tính tiền của chị nha, còn si một màu là không tính tiền, si là không tính tiền của chị. Còn si trắng là tính tiền của chị nha. Đồng ý thì mình chốt đơn của chị, mất công em nói chị si nhiêu là chị em báo ra vậy em không yếu nhau nữa chị ơi, mất lòng đó chị. Si trắng, si vàng cái đó là không tính tiền, mà si trắng là tốn phí của chị nha. Rồi cái đó là 1 chỉ, 4 chỉ, 8.66 nhân với 3.530. Tiền công sale cái gì luôn như đây. 690.000. Rồi 17.867.000 giùm em. 17.867 chị lên ơi. 17.867.000 là mình có đơn không chị nha. 17.8 rồi lấy dây kìa. Lấy cái nhẫn, lấy cái nhẫn mà hay đúng của hết mà. Lấy cô lấy cái gì? Nhẫn nào? Cái nhẫn bồng hả? Hồi cô nhẫn bồng phải không? Nhẫn bồng nè. Thì không có thường hữu thôi, thì không có đi hàng thôi. Ừ, chị Lê Nguyễn Diễm ơi, chị còn đó không chị ơi? Ok, xin lấy giúp chị vậy nha hả? Lê Nguyễn Diễm ơi, chị ơi, để em làm cho chị ơi, chị à. Ngọc Huyền ơi, còn cái dây là 1.087 này Ngọc Huyền nè. Tối con sáu này Ngọc Huyền ơi, phải không, phải nhận ở đâu chị đây hả? Chị ơi, hiểu lầm mà chị, xi vàng này không lấy tiền của chị nha, mà xi trắng là tốn phí của chị. Ok không ạ? Xi... Nhận cái nè. Xi vàng không lấy tiền chị ơi, mà xi trắng là tốn phí của chị nha. Tốn phí bao nhiêu thì để hỏi thợ chị ơi. Ủa Ngọc Huyền kêu mình lên rồi mình đi đâu rồi trời? Bỏ mình đi ba ba rồi nha. Sao lại bỏ em đi? Bao ngày tháng bên nhau, ta nắm say tình anh em mới. Hả? Cái nhẫn nó nãy gì mới lên á. Đập chụp hình con cổ đi. Chụp hình đi. Tiền công là 400... Tiền công là 450. Rồi bông tai túi tiền mới dơ. Tiền công sale là 100.000. Bông tai túi tiền 508. Xem bi ba chỉ à, nhân cho 3.530. À chỉ là để chị hỏi bé hả? Ok chị. Tiền công xe 100. Rồi 1.893 giùm em. 1.893 là mình có đơn. Khoan tròn to có luôn bé yêu ơi. Rồi 1.893.000 là mình có đơn quý vị nha. Hồi nãy em có lo cho chị khoảng 6 chỉ đẹp lắm nha Ngọc Huyền. Bông khoan tròn đó rồi nhã ơi. Đây khoan tròn có hai cỡ quý vị nè. Muốn lên cỡ nào? Hồ Văn Baby muốn lên cỡ nào chị yêu thấy đẹp đó. Cái nhỏ này là mình 6.12, cỡ lớn là 8.48 vậy nè. Cái này là 3.253 ngàn dùm em. Rồi cái này là 3.253 chị gái nha, là một đôi nè. Bây giờ 6.12 tiền công sale là 253, 2.390 chị Hồ Văn xinh đẹp. Rồi bông quen 2.390 chốt đơn quá chị ơi, 2.390 dùm em. Chị có chị đâu, chị nổi mình đó rồi chứ không. Chịu đi. Bi 3 chỉ 9 phân 4. Rồi, bi này là có bụi luôn chị gái nè. Đó, bi này là có bụi luôn Ngọc Huyền nha. Cho xem nhẫn Nam Phi hột lớn đi chị hả? Có mẫu ông Nguyễn Kim ơi. Có mẫu Nguyễn Kim ơi. Học lớn ba ghế nè. Hột lớn bia ghế là có mẫu ông chị lên cho 2.390 bông tay hay vòng tay. Bông tay chị ơi, bông tay chị. Hột lớn bia ghế nè. Cái này là có nguyên bộ gì nè. Nguyên một bộ luôn nha mấy chị nha. Dây chuyền Kim Huyền nè, Ngọc Huyền ơi. Dây bi là 3.94 gần 4 chị. Còn lắc bi là 1.3 mấy mấy chị nha. Đẹp chưa. Đó, cái này nó là nguyên một bộ luôn mấy chị ơi.
quý ông bộ đúng không chị? Ờ ơi đẹp chưa nè, đẹp dã man mấy chị nha, phải nhẵn đó không? Không bông không cong có phải đúng không hả? Nó năm mấy thằng cha không cong là có đâu có nào đâu, năm ba mấy mà học lớn bia ghế nè. Phải cái này không chị Nguyễn Kim? Hột lớn này phải không chị ơi? Cái này có mấy màu nè mấy chị nè. Màu trắng nè. Giờ mình không có tiền á. Đây mấy chị ơi. Đây có ba màu nè mấy chị nè. Đây mấy chị, đỏ đẹp gái chưa? À nhỏ chút chị hả? Đỏ nhỏ chút đúng không? Nhảy vô lấy cái tim anh em được không? Alo. Điều đó khỏi không phải bạn ở. Đâu rồi? 2390 chị cháu hả? Ok, chị cháu có cháu nhiều hồ văn nè, đâu nè. Rồi mang ghế lấy cho chị nha, đừng có mua trà sữa đó chị, mập lắm rồi nha. Nghe hồ văn nha, đừng có mua trà sữa đó chị nha, mập lắm rồi chị ơi. Mập lắm đi không nổ luôn á chị hồ văn à. Bông hoang á, nhả gõ cho chị đi nhả ơi. Bông hoang á. Bông hoang, hoang mới, hoang vừa mấy bò cười á. Trái tim ba gói có chị nha, chào chị Bích Văn, Nguyễn Trần. Trời ơi, kêu gì mới lên chất đơn nè. Đây mấy chị, bia ghế nè mấy chị nè. Đây đẹp chưa mấy chị? Nhãn sò Nam Phi mấy chị nha, xinh đẹp quý phái. Tiền công sẽ là 790 mấy chị ơi, 2.979.000 giùm em. Rồi 2.979.000 là mình cái đơn mấy chị nha. 2.979 em gái đủ màu luôn mấy chị ơi. Đúng rồi mấy chị nha. Bích Văn Nguyễn Trần bữa nay có bộ yêu sẽ làm bự lắm mấy chị gái nè. Bích Văn Nguyễn chứ tên cái gì Bích Văn hả? Tên cái chị Bích hay chị Văn vậy? Chị đừng mua là sữa ăn bánh tráng trộn ngọt ít hơn nha, mai mốt tại bánh tráng trộn nén thôi được rồi mấy chị ơi. Bánh tráng trộn mấy chị đừng em mập lắm đấy mấy chị, thiệt luôn em mập lắm rồi mấy chị ơi. Em á thiệt người con gái không phải là fan của đời sữa của mấy fan của bánh tráng trộn mấy chị, thiệt luôn á. Nhã ơi lấy cái gì che đồ liền mặt đem gì nhã cụt ờ đưa gì ăn lại nha không nha không nha không nha. Rồi à, nãy em gửi nhắn tin mẫu đó chị hả? Trời ơi vậy hả, gửi tin mẫu á chị xong nói sớm lên luôn cho nhanh cho vô inbox lại em gái đi để tin lên chị ơi. Nhưng có nói có màu vàng hả chị ơi, mới giùm em với chị Nguyễn kia nó đẹp ơi. Nguyễn Kim ơi vô lại thành em gái chơi. Rồi em có một cái nhẫn trên đầu là mấy chị nè. Nhẫn trên đầu đây em gái nha mấy chị ha. Đẹp gái chưa? Nhưng nó có màu vàng hả? Dạ chị vô lại hình lên em mua. Em coi thử là có hình như thế nào chị ơi, cho nó dễ nha chị. Chị à còn màu vàng cái nhẫn này hả? Này nhẫn này đấy, nhẫn này màu vàng rồi nhẫn này. Ủa cái nhẫn này nhẫn đó mà ta. Nhã ơi lấy đùi trước đi nha ơi. Rồi bao nhẫn tay trên đùi mới chơi. Nhẫn trên đùi em gái mới gì nha. Nhẫn trên đùi. Không phải nè em gái. Lát tay em đeo bao nhiêu vậy hả? Lấy con cắp hả chị phải không? Nhẫn đi mấy hả? Nhẫn đi 12, 13 chị ơi. Không phải hột nhỏ thôi. Đi 13 chị ơi. 2 chỉ 017 23530 lấy tiền trên đùi liền mặt cho chị đi. Tiền công xe là 400 ngàn. Rồi cái này là bao nhiêu mấy chị? 7.520 ngàn giùm em. 7520 đó, tiền công sẽ là 400 ngàn. Giá liền mặt trên đùi nhã ơi, lấy cái nhẫn đó nhã, không phải nhẫn đó. Đây là mượn cái con nhẫn đó nè, sao nó không phải nhẫn đó. Giờ lấy 7520 nha, 7520. Rồi chị có bông tai chưa? Em có bông tai sát tai trên đồ luôn nè. Bông tai sát tai trên đồ. Ô bông bạc túi tiền đẹp quá mấy chị ơi. Bông bạc túi tiền quá chị. Bông bạc này có chứ tiền luôn nha. Mặc xem luôn hả? Dạ ơi cho mấy cái mặt. Chị Lê ơi, lấy cho em mặt chà neo ba bốn triệu của chị Lê. Đen trắng đuổi chị Lê à. Lấy cho em mấy mẫu của chị. Yêu thì làm mà luôn. Lát em đeo hả chị? Lát em đeo là 10 bao nhiêu ta? Lát em đeo là 1 4 chỉ
866 nhân cho 3530 17.867.000 chơi. Lấy nhẫn đó cho chị nhanh lên. Lấy em ra con cốc mới chị nha. 17.867 giùm em gái. 17.867 giùm em. Rồi em có một cái dây liền mặt trên đầu luôn chị gái nè. Bi liền mặt luôn nha. Đó đẹp chưa. Hai dây cũng được chị. Hai. Nhỏ hơn chút. Hai dây cũng được. Nhỏ ơi lấy cái nhẫn đó cho chị luôn nha. Chị Nguyễn Kim ơi, để em gái xíu Nguyễn Kim nha. Dây chuyền trên đầu liền mặt đẹp cho mấy chị. Xuất sắc nha. Trời ơi mê mẩn mấy em này luôn mấy chị ơi. Có một dây nhớ thôi mấy chị. Hàng mới về mấy chị nha. Đây rất là xinh luôn. Xinh đẹp và quý phái. Ờ đẹp chứ mấy chị. Dây liền mặt nha. Trọng lượng vàng là 7.545 nhân cho 3530. Tiền công sale là 1.090.000. 27.724.000 giùm em. Hiếu để em nhận năm đồng mà Hiếu. 27.724 là mình có đơn à. Mặt rồi hả em biết rồi chị. Em lên cho 27.724.000 là mình có đơn nha quý anh chị nha. Một cái dây chuyền liền mặt dây channel luôn nha giùm em. Dây channel bông tay rồi. À, ông lấy cái mặt lớn lớn chút đi. Rồi em có một cái mặt cái chuyền channel cái này được không chị? Cái này là 1.284. Tiền công xe giống như đây. Tiền công xe là 390.000. 4.923 giùm em. Cái này không chị ơi, 4923 là mình có đơn mấy chị nha. 4.923.000 là mình có đơn. Trời, 4923 là mình có đơn mấy chị. Nhã ơi. Nhã gì đưa cho con này mấy cái này nhã nè. Nè, nhã lên. Lấy 4923 ok chị, chốt đơn 4923 nha. Rồi chị mua thêm gì nữa nè. Tao lấy hả? Tao lấy là cô ghi chốt trước nó đi rồi. Cô Lisa ơi, Lisa. Trời ơi. Lấy mấy cái giống như này nhả nè. Đồ kia nhỏ nhỏ. Nhắn bự là em má đưa mà nhả. Chị lấy ai còn cái mặt dây chuyền nào cả giống như này nữa không? Lấy em buồn hai buồn hai cái đi. Kỹ nè. Mặt đây nè. Mặt đây giống như nè. Đó, ok. Kỹ rồi. Rồi chị Nguyễn Kim ơi, nhẫn mà còn bằng kim chị Nguyễn Kim nè. Nguyễn Kim ơi, nhẫn còn bằng kim chị Diệu ơi. Ni tay là ni tay số 16 chị nha. Ni 16, sò nó bây giờ em gái luôn. Trọng lượng vàng là 1.226 nhân cho 3530. Tiền công sao là 1.090.000 chị Diệu ơi. 5.417 giùm em. 5.418 chị ơi. Rồi 5.418 này là mình có đơn à. Cô Đặng Lisa để bắt đầu cho cô này được không nè. 5814 mấy chị nha. 5.814.000 là mình có đơn. Em có một cái mặt cái chuyện channel mấy chị ơi, đẹp quá trời đẹp luôn à. Rồi 2.775 nhân cho 3530. Tiền công sale cho mấy chị nha. Học hồng đi máy hả? Giờ điểm đâu. Tiền công sale là 450.000 thôi. Rồi 10.246 giùm em. 10.246.000 là mình có đơn à. Mặt cái chuyện channel 10.246.000 em gái. Học hồng là size số 11, chị Thuận Mỹ ơi. 11 của chị nha. Tiền công sale là 759 chị ơi. À, 2.979.000. Có ni 3 không chị? Ni 3 chỉnh đi lại nguyên kim. Chỉnh đi lại của chị nha, không có đi tay à. Chỉnh đi lại giùm em gái à. Rồi, em có một cái nhãn trên đầu luôn á chị. Lấy cho nguyên bộ luôn á chị nè. 1.77 nhân cho 3530. Tiền công sale là 450 hả? Nhỏ thôi hả? Ok. Trái mặt trên đầu hãng chỉ đi. Rồi 6511 giùm em. 6.511.000 là mình có đơn. Rồi 6.511.000 là mình có đơn mấy chị nha. Ok hả? Ok là chỉnh này có tốn phí của chị nha. Đồng ý không ạ? Đồng ý mình cháu đơn chị yêu xinh đẹp nha. Chị Nguyễn Kim nha. Rồi 5.418.000 chứ khoảng ngay 1.000.000. Còn lại tư hộ mấy chị. Cho xem bà nhé luôn nè. Đây chị ơi, nhẫn tay, nhẫn đá sò năm phi chị. Vàng ánh kim tình yêu nha. Chị Thuận Mỹ ơi, cháu có chị Thuận Mỹ ơi, có thằng Chiếc ơi chị ơi. Cháu chiếc hồng ni 13 hả? Ni 11 nha, cái này ni 11, chỉnh ni 13 cho chị nha. Ok không? Ni 11 chị ơi, chỉnh đi chị nha. Rồi, cho xem lại nhá nè mấy chị nè. Em mấy chị. Trời ơi, cái nhẫn đẹp lắm mấy chị ơi. Em đeo thử lên tay luôn cho.
Rồi ok. Rồi cháu của chị nha. Đây vàng ánh kim không chị. Chỉ mang 1 triệu nội dung là tên Facebook của mình giùm em. Số tài khoản trên đầu màn hình nha quý anh chị nha. Nhá ơi. Rồi Bích Văn Nguyễn ơi, em có lắc tay Bích Văn Nguyễn nè. Lắc tay vừa vặn chị ơi, kim tiền không có mấy chị nha. Sai ra mấy vậy ta? Có nghĩa vô điện mà. Đâu có nghĩa mà điện. Rồi cái này sai 54 chị ơi. Bích Văn Nguyễn, Bích, chị Văn, chị Bích Văn ơi, chị Bích Văn nè. Sai 54 mấy chị nha, lắc kim tiền, sai 54 đưa em gái luôn. Trọng lượng vàng là 2 chỉ 366, đeo hàng ngày ok mấy chị nha. Nhân cho 3 năm 30. Tiền công xe là 470. 8.822 giùm em. Rồi 8822 là mình có đơn hả? 8.822.000 mấy chị ơi. Đi hết rồi mấy chị ơi. 2979 tất cả giấy rồi. Công là 709. Lắc tay hai màu hoang lạc hả? Lắc hai màu hoang lạc nhỏ ơi. Nhỏ nhỏ thôi nhỉ. Lắc lạc hai màu nhỏ nhỏ thôi. Rồi lắp tay kim tiền mấy chị nha. 8.822 giùm gái. 8822 là mình có đơn. Rồi em qua nha mấy chị. 8.822.000. Bây giờ em lên một vàng hoa hậu cho mấy chị luôn nè. Một vàng hoa hậu đậu cành mè đó mấy chị luôn. Đâu rồi? Kim ơi vô alo giùm em Nguyễn Kim ơi. Đẩy lên cho nè. Đẩy lên nữa. Ủa Nhã ơi, cái bông tai trên đường nãy mình đâu Nhã ơi? Bông tai mà nãy giờ kia chỉ cây chốc mà kêu nhầm. À đây đây thấy rồi. Bông tai channel xe mặt yêu sao làm hả? Mặt yêu sao làm luôn Nhã ơi. Bà yêu sao làm nãy giờ kêu rồi hiện đây đó Nhã à. Nhã chưa? Trời chứ mày này mắt kính bây giờ con mắt bây giờ nó hết đường đó chị. Lại em 3-4 tiếng một cái con mắt nó hết đường. Nó nheo quá là nheo rồi. Nó già lắm cảm nó nheo quá là nheo rồi mấy giờ. Cho mấy mà thương hiệu toàn teo nhá, bông bật đó nhá. Chị Hằng ơi. Rồi, bông tai này mấy anh chị nè. Một vàng hoa hậu, đậu phải kinh mè nha mấy chị nha. Trời ơi, đẹp chứ mấy chị. À, chị với mã 5 năm rồi, cảm ơn chị Thường Mỹ. Thường Mỹ dính tiền rồi anh em ơi. Uống Omega, bà thấy mình đãi đôi mắt đó em hả? Trời ơi, em thiệt mấy chị, em không biết xài gì hết trơn mấy chị ơi, thiệt luôn á. Em không có xài gì luôn á chị âm nhạc Sơn. Bông tai số 1 giùm em gái mấy chị nè, số 2 mấy chị nha. Số 3 mấy chị ơi, số 4, số 5, số 6, số 7. Rồi 7 mẫu bông tai mấy chị. 7 mẫu bông tai em gái mấy chị nha. Chị gửi cái hình qua giùm em mua về 4 cái giùm nhạc Sơn nha. Rồi số 1 giùm em mấy mấy ơi, số 2 mấy chị nha, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. 7 mẫu bông tai mấy chị nha, lên làm lên giùm chị cho. Rồi, lắp lên lạc hai màu đó mấy chị nè. Hai màu nha, sai mấy vậy ta? À, số 1 bao nhiêu Phương Trinh hả? Số 1 bao nhiêu Phương Trinh, ok em lên luôn cho. Ủa chị gái đeo hoa lạc hai màu đi mấy vậy ta? 54 không chị à? Chị Bích Văn. Ok em nè, Bích Văn không chị? 54 không chị ơi? Bữa nay em quên đĩa kính ở nhà. 54 không chị? À, số 4 hả? Lắc tay xe mà mấy chị nè. Lắc xe mà quý anh chị nha. Còn không nữa thì là mình cắt bớt mấy chị. Còn cái này hơi ngắn rồi. Cái này nó đi tay 50 à. 50 không mấy chị ơi. Số 1 lên luôn số 1. Dây chữ công hai màu mấy tất hả? Dây chữ công hai màu là bao nhiêu ta? Ni 52. À 52 là cái đó vừa rồi. Là 6 tất chị ơi. Sao đó các chị nha. Ủa vậy Lê Nguyễn Diễm nãy cái cháu nè không ta? Lê Nguyễn Diễm ơi nãy cái cháu nè không chị? À chưa chị hỏi bé. Rồi bông tay toàn ten 9/18 nhân cho 3 năm 30. Tiền công sale là 290.000. 3.531.000 có rồi. 3531 chị ơi số 1 của chị nha. 3.531.000. Cho má bông mặt thương hiệu. Bông mặt toàn ten thương hiệu. Số mấy? Số 1 rồi qua rồi. Số 1 qua rồi. Số mấy đây? Số 4. 34 đây. 7/12 nhân cho 3 năm 30. Tiền công sẽ là 300.000. 2.800.
Dạ nail số 9 đó cô Liễu ơi. 2.813.000 giùm em. 2813 là mình có đơn ạ. 2.813.000. Nhã ơi. Nhã ơi. Đây là Nhã nè, mặc lên nữa nè. Trời, 2.813.000 là mình có đơn bông tai số 4. 2813 hả? 2813 là tiền công 300.000 cho chị là gì đây? À, Kim Ngân Nguyễn Thị nha. Chị chốt cô lắc tiền công nhiêu vàng, lắc 3928 hả? À, lấy chữ công 4 tháng 2 cho em có không? Dạ không có Lê Kim ơi. Cắt bó được không Lê Kim? 6 tháng không có cấu thành. Không được, cũng được, cũng được, cũng được. Chữ công mà chị lấy hai màu phải không? Em có á, mà không có 4 tháng 2 có không? Mấy chị lấy mấy chị? Chị lấy mấy chị về. Rồi em có một cái lắc cái mặt cái chiền. Yêu sẽ làm mấy chị ơi. Trọng lượng vàng là 2 chỉ 3 5 8 nhân 3 5 30. Không có đèn, hiệu đen không? Không có hiệu đen luôn. Tiền công xe giống gì đây đây? Tiền công xe là 490.000. 8.813 giùm em. Toàn tay ăn má. Bố mà toàn tay nãy nó rõ ràng luôn á. Lấy đôi hồi trả đâu nè. Dây chỉ công 4 tháng 2. Hai màu đây chị ơi. Rồi cái là 8813 giùm em gái mấy chị nha. 8.813 giùm em gái. Nhã ơi, đứng đây nữa. Để gì? Nhẹ cũng được chị, em bé đeo à. Em bé đeo hả? Em bé 366 được không chị? Nhã ơi, dây cong cho bé. Dây cong hai màu cho bé. Không, một tí khoảng đủ nhưng thực ra tiền lấy thôi, hiểu không? Tiền chết mẹ mày. Ừ. Thu hộ thì hủy. Lấy 883 rồi, cháu rồi, bé Đăng Nguyễn ơi. Cái lắc nào để cô cộng lại hả? Rồi cái lắc này C2 màu là ni tay 52 nha chị Ít Văn Nguyễn nha. Xe năm 2 đâu chơi? Cái này hàng đúc của chị 3 chỉ 065. Bé tròn 42 em mà nhân với 3 5 30. Tiền công xe là 450 C2 màu luôn. 11.269.000 chị yêu ơi. Hàng đúc của chị nha, 11.269.000 giùm em gái. C2 màu đúng không chị ơi? 11.269.000 nha mấy chị nha. Em qua mẫu 11.269.000. Cái này có chưa? Bé tròn thứ hai, đợi em xíu lên cho. Rồi, em có một cái nhẫn kim tiền mấy chị nè. Mỗi nhẫn kim tiền nha mấy chị nha. Trọng lượng là 1 chỉ 17 nhân cho 3 năm 30. Tiền công sale là 300 ngàn thôi mấy chị ơi. 4.430.000 giùm em. 4.430 là mình có đơn à. Ủa đó, cái nhãn yên sao làm chưa? Đó, nhãn yên sao làm đi. Chị Bích Đăng Nguyễn, em có cái nhãn yên sao làm lớn được không chị nè? Alo, Bích Đăng Nguyễn, em có cái nhãn yên sao làm lớn được không chị? Nhãn không lớn được không nè tình yêu? Được không, được không? Ra ngoài lấy món nhỏ hay gì cho. À, có xi măng kim cương 50 không chị? Dạ có chị ơi. 4.430.000 là mình có đơn quý anh chị nha. Em qua mẫu nha. Bông tai toàn ten lâu quá con ơi. À, nhỏ chút hả? Ok, lấy nhẫn. Này nói nè, anh em. Nhẫn như sao làm nhỏ anh em. Nhẫn như sao làm này nhã nè. Nhã ơi. Nhã ơi. Anh em đi mất tiêu rồi. Cô để cộng lại là sao vậy Quỳnh Đệ? Quỳnh Đệ ơi, để cộng lại là sao vậy Quỳnh Đệ ơi? Em có một cái lắc món này lắm mấy chị ơi. Lắc món nó túi tiền đâu nè mấy chị nè. Mấy thích cái này không á chị ơi? Alo, alo. Cái này là siêu đẹp cho mấy chị luôn nha. Đó, đeo rất là dễ thương mấy chị ơi. Đeo dễ thương, đẹp lắm luôn mấy chị. Dạ? Đi đâu vậy? Này gì lấy giùm đi, lấy tiền công hai màu. Chị Dây ơi, giấy với công hai màu, một chỉ. Nhã yêu sao làm, bông tai toàn tay thương hiệu. Đây mấy chị ơi, lắc tay xích cho mấy chị nha. Trọng lượng vàng là 3 chỉ 395 nhân cho 3 năm 30. Tiền công xe là 490 mấy chị. 12.474 giùm em. Lắc bảy cá một chi máy dài 1 thước 4 hơn 4 cái gì ạ?
Trời đất ơi, cá này bữa trước em bán mất tiêu rồi chị Hằng Liễu ơi, Hằng Liễu ơi. Trời, 12.474.000 giùm em. 12.474.000 là mình có đơn. Để cho mấy chị lắc tay túi tiền cho mấy chị nha. Rồi em qua mẫu đó có tiền nè. Đâu rồi? Chị Kim Ngân Nguyễn Thị ơi, cho anh lôi mấy chị vô ơi. Rồi, em có một lắc tay kim tiền mấy chị ơi. Size 52, 54 đeo vừa không mấy chị nha. Đúng rồi, thông minh rồi đó. Giá chuyền ở đâu? Rồi, size 50, 52 đeo vừa mấy chị lắc kim tiền nha. Tiền công xe là 520 thôi. 753 bầu kiệm gái. 7.531.000. 753 bầu kiệm em. Rồi, nhẫn tôi làm có hai mẫu chị yêu nè. Nhẫn tôi làm có hai mẫu chị nha. Tính cái mẫu này đi chị cho nó dễ nè. Cái mẫu này là 1.343 nhân cho 3.530. Tiền công sẽ là 3.56. Rồi, cái này là chốt làm mấy chị bao nhiêu đây? 5.101.000 giùm em, nhận yêu thơ làm 5101. 5.101.000 là mình có đơn mấy chị nha. Nhận yêu thơ làm mẫu số 1. Rồi cái mẫu gì nữa đây? Mẫu bông tai yêu thơ làm lên luôn. Yêu thơ làm lên ngôi. Nhá ơi, gom lại này nhá nè. Cái chiều này nhá nè. Rồi chị gì đó. Đâu mà bông tay nữa đâu ta? Bông tay mới bông mặt yêu sẽ làm mới để đâu nữa nhỉ? Bông mặt yêu sẽ làm mà. Đây, có một đôi bông mặt yêu sẽ làm luôn mấy chị ơi. Để cho mấy chị. Quá đẹp nha. Trời ơi, đừng giỡn mấy chị nha. Bông tay bông mặt luôn dùm em gái lắm chị nè. Bông mặt luôn dùm em luôn. Xin mẹ trả đi. Lắc bi hai màu không chị hả? À, nhãn yêu sẽ làm giá 5.000 ni bao nhiêu em hả? Ni này là ni. Ni tay số 11 chị ơi. 11, 10, 10 chị Giang Hà. Nhưng mà ở ngoài đó còn nữa chị Giang Hà ơi. Nhưng mà có nhỏ hơn không chị ạ? Có này là nhỏ nhất mấy chị nè. Đó, cái này em còn đó nữa mấy chị. Bây giờ chị Giang Hà lấy ra bao nhiêu? Nếu mà ở tiệm em có sẵn á thì em lấy cho chị nha. Còn nếu không có sẵn thì mình đổi đi, mình chỉnh đi cho chị. Dạ, bộ cổ may mắn đi mà em màu gì chị ơi. Nhưng mà làm không có nhỏ hơn mấy chị ơi. 5.101.000 ngày em gái. Không có nhỏ hơn nữa. Ra nhà em đi không chưa hỏi gì em với hả? Gọi điện số online trên thôi ơi. Màu đỏ hả? Bộ cỡ là màu đỏ như là còn không ta? Không biết còn không nữa. Mà đấy kìa. Còn có một cái nhẫn sẽ làm lớn rồi chị gái nè. Cái nhẫn này lớn lớn luôn chị Giang Hà, chị lấy này không? Này có sẽ làm lớn luôn á chị. Đó, đây nha. Cho chị cô đi, chị ra. Chị cho cô đi, chị em ra hả? Bây giờ là bây giờ không lấy đồ nổi luôn chứ. Chị vừa chuyển khoản đó em. Kim em thì vừa chuyển khoản cái nhã ơi, nãy con kêu không có vô coi được á. Rồi, đi tay số 16, chị Phù Mỹ ơi. Chị công khé hai màu luôn, đấm luôn cái màu. Bóng ai toàn len nãy giờ không đấy. Chị Kim em thì vừa chuyển khoản rồi bé ơi. Rồi, cái này là size số 16 giùm em. Cái này là ni 16 mấy chị nha. Ni 16, có chị nào muốn lắc chân không mấy chị? Nhà muốn mua lắc chân không? Kim Ngân Nguyễn Thị. Lắc chân em nhận ra tiền đồng tình yêu nha. Lắc chân lên ngôi. Nhớ sẽ làm ni máy hả? Ở ngoài em còn mấy chiếc đó mấy chị ơi. Em còn mấy chiếc nữa lặng. Cái này là ni tay số 10, 16 nè. Cái này ni 16 đó mấy chị nè. Còn cái này là ở ngoài tiệm còn tới mấy chiếc nữa lặng. Vô alo chị ơi. Em đợi chị nè. Dạ hai màu hết chiến khoản rồi chị ơi. Còn cái này là size số 10, hiện tại là đi số 10, 11 mấy chị ơi. Đấy mấy chị nè, bây giờ mấy chị chốt đi, có gì mình chỉnh đi, nếu không vừa đi mấy chị nha. Ở tiệm còn nữa. Ở tiệm còn thứ 1, 2 chiếc lần mấy chị. Rồi, 5.101.000 giùm em nhẫn yêu size lầm YSL. Đây mấy chị nha, đó, 5.101.000 giùm em. Không có mấy chỉnh đi mấy chị nha, tiền công xe có 356 mấy chị ơi. Quá rẻ luôn. Rồi chị ơi, chị Kim gì ơi. Chị Kim gì ơi, còn lắm chị với công cho bé chị gái nè. Bông tay cho bé, dây chuyền cho bé nè chị ơi. Cái này là 4 tấc tư nha chị. 4 tấc rưỡi chị nha. Còn chị lấy thì có khi mình cắt ly sao cho bé xíu chị. Ok không ạ? Chị còn lắm chị Kim gì ơi. 1.541 nhân cho 3.530. Tiền công sẽ có gì như đây, tiền công sẽ là 390.000. Lắm mấy cá hết rồi chị ơi. Hả? 5.830.000 giùm em. À, ok Lê Kim nha. Rồi 5.830. Cắt bó là có tính phí của chị gái nha.
Rồi, cháu có chị luôn một cái dây chuyền nè. À, yêu sẽ làm hai màu còn không hả? Yêu sẽ làm hai màu còn không hả? Không biết còn không, đó là chị gái nè. Hình như là còn á, chị Bích Văn Nguyễn ơi. Bây giờ cứ cháu đi hè được không? Cắt cho bớt thứ hai nha, ok, chỉ khoảng cho em 1 triệu đồng đầu nghe em cắt bớt nha. Được không chị Bích Văn Nguyễn, đồng ý không? Đồng ý bây giờ em cháu đi ra ngoài em tìm chị bớt thứ hai được không? Bớt màu được không? Đồng ý thì ok em gái chị nha. Đồng ý thì ok giùm em. Cái kia nè. Cái chiều nè. Cái bộ ngang xong rồi. Rồi mấy giờ bây giờ lên gì nữa mấy chị? Lên gì nữa không à? Lên gì nữa không em? À, Ni 13 nha hả? Ni 3 không vừa chỉnh đây được không? Con nhỏ ơi, lên thấy chị kiếm đồng mượn nhỏ. Đeo anh lạc 3 chỉ hả? Hả? Anh lạc 3 chỉ nè mấy anh chị nè. Đây 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 đây. 2 chỉ 989 chị Hai Nguyễn ơi. Lên xin lên kim cương. Rồi 2 chỉ 989. 2 chỉ 989 nhân cho 3 năm 30. Vậy là dưới đất luôn cho chị gái nha. Tiền công sale là 390 ngàn. 10.941 giùm em. 10.941 ngàn là mình có đơn à. 10.941 ngàn. Chiều dài là 4.8 mới vậy nha. Về 4.8 5 tắc cho em gái luôn. Rồi 10.941 ngàn là mình có đơn. Đẹp chứ mấy chị. Quá đẹp luôn ha. Ờ ơi cái chuyện cái gì nè. Tụi em qua nha. Rồi chị Vân Hà. Chị gì đó Bích Văn Nguyễn lấy gì nữa không nè. Nhá ơi chiếm chiều nhá ơi. Lấy đi đúng đây, đúng hai màu chị nha ơi. Hai màu cũng được. Đeo luôn á coi có không. Đi đi. Đây mấy chị, bây giờ em lên một cái lắc tay món cho mấy chị luôn nè. Lắc món này nó có cái chuông, nó có cái con tích tim, channel, lên con mèo mấy chị nè. Có con mèo luôn nha mấy chị nha, con mèo toàn ten luôn nha em gái luôn. Đó, cái này là em bé đây cũng được, mà người lớn đây cũng được em quý anh chị nha. Dễ thương nha mấy chị. Rồi em bé cũng được, mà người lớn đây cũng được luôn nha. Trọng lượng giờ là 2 chỉ 214 nhân cho 3 năm 30. Tiền công sale là 350 ngàn thôi. 8 triệu 165 giùm em. 8165 là mình có đơn. Rồi 10.941.000 chốt cho hai Nguyên nha. Dây chuyền hoang lạc quá đẹp chị ơi. Rồi lắc tay món là 8165 nha em gái. 8.165.000. Rồi Bích Văn Nguyễn ơi, có nhẫn hay sao làm chị gái nè. Hai màu luôn chị ơi. Đi tay là đi tay số 11 của chị. Cái này là đi 11 nha. Chị lấy đi 13 chỉnh đi chị nha. Ok em chị. Đây nè, cho chị mát là mất dạ luôn nè. 1 chỉ 271 nhân cho 3 năm 30. Tiền công sale là như đây. Tiền công sale là 450. 4937 chị ơi. Yêu sẽ làm hai màu 4.937.000. Rồi 4.937.000 nha chị. Xin ơi. 4.937.000 cái nhẫn yêu sẽ làm. Rồi 8.165.000 cái lắc tay món đó chị. Chị Hải Nguyễn cho lên bao nhiêu ơi. Trời, đơn tay tiền công là xe là 0 đồng. Lắc món đi bao nhiêu chi hả? Lắc món đâu rồi? Lắc món là đi mưa 15 mấy chị ơi. 48 mấy chị nha. 48 mấy anh chị. Rồi, cái này là tiền công xe là 0 đồng. Bông mò mấy chị ơi. Bông mò. Này chụp hình gửi qua chị đi nhả ơi. Rồi cái này bông mo tiền công là xe là 0 đồng. 8.7 nhân cho 3 năm 30. 3.071 giùm em. 3071 tiền công là xe là 0 đồng. Rồi 4.87 nè. Rồi 3.071 giùm em. Tiền công là xe là 0 đồng à. 3071 tiền công xe là 0 đồng. Quá đẹp mấy chị ơi. Chị có hôm nay tôi làm chị lấy luôn đi chị Bích Văn Nguyễn nè. Bên tôi làm lấy luôn đi chị. Bông, yêu tôi làm bông bạc cho chị gái nha. 8/12. Tiền công sẽ là 300. 3.166.000 chị ơi. 3166 giùm em. Rồi 3071 chắc là Tân Nguyên nha. Bông tay không đầm tiền công. Chuyển hóa là gì em gái chị 500.000 1 triệu cũng được nha. Nội dung là ghi tên của mình và số ghi tên của mình giùm em. Rồi bông tay yêu tôi làm là 3166 là mình có đơn à. 3.166.000 giùm em.
3166. Đó em qua em cái gì nha, 3.166.000. Bông tay trên đồ chị có chưa chị ơi? Bông trên đồ có chưa chị? Bông trên đồ nè, tiền công là 450. 3 triệu, mấy nè, 742. 3.069.000 quá chị ơi. Rồi 3069 cho em bông tay trên đồ. Thứ hai không được chị Bách Hồ Văn ơi, thứ hai sao quá chị ơi, bữa nay mới có thứ. Mặt liền với đen còn không em à, mặt liền hết rồi chị ơi. Hết rồi chị. Còn yêu sẽ làm xí trắng à. Rồi 3.069.000 là mình có bông tai channel, bông bạc mấy chị nha. Bông bạc mai là chủ nhật thứ hai. Chủ nhật cái lấy nhiều Văn ơi, chủ nhật đó chị. Rồi 3069 giùm em qua mẫu. Rồi còn cái nhẫn ấy luôn chị ơi, cái nhẫn này chị gái nè, cái nhẫn tiền công là 450, 6.511.000 chị nha, 6511 giùm em. Rồi 6.511.000 là mình có đơn không mấy chị, em qua nha, em qua. Vòng ba ni máy về em hả? Vòng đang đeo ni máy hả? Vòng đang đeo size chắc 52 quá chị ơi. 52 một ô van gì gái nè. 52, 54 quá chị ơi. Chị Phạm Thảo size 54 quá chị gái nha. Rồi 54 là cái này là 7 chỉ 8 x 51 nhân cho 3 năm 30. Tiền công xe cái gì vậy đây? 1.290.000 tiền công. 29.042 giùm em. Dạ xem em chắc hẹn qua ngày mai nha chị ơi. Bây giờ hết người lấy đồ mấy chị ơi. Xem em hẹn qua ngày mai nha chị. Nhã ơi, cái này mà hết rồi nhã. Đưa hình gì lấy đi coi còn. Nè. Rồi đưa hình liền. 20.904 giùm em. Rồi em quan mấy chị nha. Rồi bây giờ mấy chị còn lên vậy thôi em xuống like mấy chị. Bây giờ lên nào có sẵn em lên được mấy chị nha, chứ còn không có sẵn không có được mấy chị ơi, biết sao không? Không có ai được hết trơn. Bây giờ mấy bạn đếm hàng nè mấy chị. Rồi bông tay túi tiền kim tiền mấy chị nè. Túi tiền kim tiền mấy chị. Đẹp gái quá trời gái luôn mấy chị ơi. Bông tay túi tiền kia tim kim tiền mấy chị nha. Rồi bông tay sòn vuông luôn, có bông gờ gờ không hả? Bông dầu gà hả? Bông chứ gờ gờ hả? Bông gu xì. Bông gu xì. Bông gờ đất đẩy đúng không chị? Bông bông sát tay cũng được nha. Bông gu xì đất đẩy hay chè neo được, bất đẩy sát tay cũng được chị. Rồi vậy chị Bích Lan Nguyễn có bộ lị vây để lắm, chị Bích Lan Nguyễn lấy đúng không? Dây nhẹ bài em ấy cần là bao nhiêu hả? Mấy phân là dây nhẹ xíu à. Vậy em có bộ lì vây đen này được không? Bông bạc hả? Bông bạc ha. Bộ lì vây đen chị ơi, để nó luôn chị. Nguyên một bộ chị gái nha. Nguyên một bộ luôn chị ơi. Lấy luôn không chị? Lấy luôn không em gái đây nè. Dây chuyền mấy phân là chị nhẹ vàng lắm luôn á nè đúng rồi. Mặt lì vây đen còn rồi chị nè. Còn rồi chị nha. Lê Kim chứ khoảng rồi, kiếm ra dùm đây. Nhãn sò năm phiếu này xuống bự không chị? Tùy theo mẫu nha chị nha, mẫu cống không chị ơi. Màu kia 87 nha, 3.530. Tiền công xe là 500. 7.101.000 chị ơi. 7.101 chị gái. Rồi 7.101.000 cái tiền bài phân như mày kim cương rồi, dây sáng rồi. Dây sáng mới cầm rồi. Còn nữa không? Rồi mặc dây chuyền lễ vi chị nè. 7 đâu rồi 7.101 của chị nha, lấy 7.101. Ok chị. Này nhã này 7 kia tiền công 5 ngàn vô nhã đó tiền mà nhã ơi. Dây chuyền nó có 4 5 phân rồi chị ơi. Đây. Chị đây nè. Nhẫn vuông đó to nhắc chi dạ không có đi số 10 nữa chị. Trời ơi chị Phương Ngô. Trời cái là 4 tấc. 4 tấc rưỡi chị ơi. Dây chuyền nhẹ vàng 4 tấc rưỡi chị. Rồi 5.94 nhân 3.530. Tiền công sale là 2.367 chị ơi. Rồi 2.3567.000. Bông tai GG có đứt đẩy chị ơi, không có bông bạc nha chị nha.
chị chuyển khoảng 500 rồi em nha. Ok chị Tân Nguyên nha, cảm ơn chị nha. Bông tai GG 878. Con xe 300 3399 chị ơi. Bông tai Gucci. Rồi 3.399.000 là mình có đơn quý anh chị nha. 3399 giùm em. À, Lệ Vi Đen 6954 hả? Lệ Vi Đen 6954 là Lệ Vi nào? Lệ Vi Đen đâu nào 6954 hả? Ủa Lệ Vi Đen nào đó chị? Lệ Vi chốt rồi mà. Lệ Vi là 7 triệu mấy mà. Lệ Vi là 7.101.000 mà chị. Lệ Vi là chốt rồi nha. Lệ 7 triệu mấy á. Bông tai gì đấy luôn nè. Bông tai là 3399 các chị nha. Rồi còn cái dây này nữa là em xuống mấy chị ơi. Em xuống ngày mai lên tiếp mấy chị. Còn dây cam vậy?